hỏi em. Chào mừng đến hội quán Tiếu Lâm. Hôm nay muốn ăn gì? Xin cứ nói ra đi. Em muốn ăn cái gì thì mừng em đến đây ăn chơi. Ê, nhưng mà nó nghe nè, cái nội quy của anh á là bước vô quán này có một cái điều lệ rất là cần thiết, em không thể không làm được. Em làm được cái này thì mới vô quán anh ăn được. Đây, em bỏ đây xuống đi. Đó. Đồ nghề của em đừng bỏ đây, đâu đây, xa em để đây, không có làm gì hết á. Đây, giờ anh làm cho anh nha. Dạ rồi. Đứng thẳng lên. Tay này vô đây. Tay này thôi đây. Nắm nó tay. Em quay 10 vòng liên tiếp. 10 vòng nha, không ngừng nha. Một, anh, hai. Từ từ. Em thường thường em không có thích làm gì mình, em thích làm chung mà làm đôi vậy. Anh làm chung với em luôn được không? Hả? Dạ đúng rồi. Đúng được. 10 vòng nha. 10 vòng. 10 vòng mới được ngồi nha. Dạ rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Thao. Rồi được rồi, coi như là em đã giữ khoảng. Không, em té em cũng phải đẹp anh. Được. Rồi đứng dậy đi ha. Đứng được không? Đây. Bây giờ ngồi xuống đây nghe. À. Mà chóng mặt á, mình ngồi ghế bình thường không có được. Đó. Ngồi ghế như vậy mới là đúng. À, bây giờ em muốn ăn cái gì? Quán anh buổi sáng thì thực đơn có ớt xào xả nè, tiêu sọ hấp tiêu xanh nè, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Em thích ớt nào anh sẽ đãi em ăn. Ăn ớt thôi hả anh? Ừ, buổi sáng rồi, bữa nay là chỉ vậy thôi. Thôi tùy anh. Tùy ăn hả? Dạ đúng rồi. Anh giỡn chơi với em vậy thôi chứ ai mà cho người con gái xinh đẹp như em lại ăn ớt buổi sáng, thấy không? À, em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ vậy, em ngồi như vậy thì anh cũng khó nói chuyện lắm, bởi vì anh cao mà thấy nghiêng cái đầu thì anh mỏi cổ lắm. Bây giờ em chịu khó chờ anh chút. Em xuống, em xuống. Đó, em ngồi về cao anh mới ra nói chuyện này. Nói đi, em nhịn cho không sao đâu. À. Mỗi cổ quá. Anh dọn luôn cái bàn kia đi rồi mình dễ nói chuyện lắm. À sao? Anh dọn mấy cái đồ trên bàn đó lên đi. Dọn luôn em. Dạ đúng rồi. Anh làm gì? Đúng rồi mà. Sao? Cái đó xong rồi em ngồi đây. Làm cái anh đứng lên nhìn đây nè. Anh đứng hả? Dạ đúng rồi. À, cũng rảnh quá ha. Rốt cuộc là cũng phải mỗi cổ như thường. Em à, à em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi may quá, anh có một cái bệnh mà anh nghĩ là nó rất là lạ chứ bây giờ xảy ra đối với anh. Buổi tối đó tự nhiên anh thấy buồn ngủ lắm, anh phải đi ngủ. Rồi sáng sớm hôm sau tự nhiên anh thức dậy bình thường. Rồi cái xong rồi cái trưa cái tự nhiên anh thấy đói bụng, anh ăn vô thì anh thấy buồn ngủ, nó no. Nó no. Rồi tới chiều tối anh lại cảm thấy buồn ngủ trở lại. Cái ngày này mới nói vậy đó. Theo em á, là bác sĩ thì em thấy đó là triệu chứng của bệnh gì? Cái triệu chứng này á là cái triệu chứng của bệnh làm biếng. Tại vì nguyên một ngày anh chỉ ăn có ngủ không mà anh không có làm gì hết trơn vậy. Đâu có làm việc mà. Anh làm hồi nào anh kể là tối anh buồn ngủ xong sáng cái anh dậy anh đi ăn. Anh ăn xong cái trưa anh ăn xong chiều anh ăn xong cái anh ngủ. Công việc của anh chỉ có ăn với ngủ thôi à. Bệnh này là bệnh làm biếng luôn. À, để từ từ anh tính lại ha. À, bây giờ gì? Nếu mà muốn chữa được cái bệnh đó thì anh nghe rồi, có người bác sĩ bạn anh á, người ta nói là tập thể dục là nó sẽ khỏe. Anh thấy đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là mấy bây giờ em xuống đi. Xuống. Bây giờ em có thể tập một cái bài thể dục nào cho anh để anh tập được không? Anh để tay anh không đi. Hai chân đang dọc bằng da. Bằng da rồi. Dạ rồi. Đắp.
thôi hả? Dạ đúng rồi, vậy thôi đó. À, sao chuyển qua động tác khó hơn? Dễ quá, đâu có gì. Đụng tay với sàn. Sao nữa? Chúng ta đi. Sao đúng được? Nó kẹt rồi. Sao em? Mày làm cái gì vậy mày? Ông chủ, nay cho ông nghỉ bữa được không? Ông bên này bị gì? Tăng động quá. Ai cha, ai chồng quá. Ai vậy? Ông bác sĩ. Mày bình tĩnh lại coi. Bữa ông bình quá rồi, bình quá rồi. Ai 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 đau quá chân quá. Mày kiềm chế lại coi. Bác sĩ. Có anh nào cứu đâu? Anh chồng. Ê. Anh chồng. Bỏ tôi gì vậy? Bỏ cái đồng bóng như lắm cái gì? Chết. Chết. Tôi thích thuốc gì vậy? Liệt rồi, liệt rồi. Sao vậy? Liệt rồi. Chết tầm bậy rồi, chết tầm bậy rồi. Ư ta. Tôi chết sai chỗ rồi. Liệt rồi. Chết. Sao rồi? Chết tầm bậy nữa rồi. Từ đây. Thế sao rồi? Trời chết. Ơi. Ai da. Sao ông chủ hình với người ta chết? Ông chủ để người ta chết con không vậy? Ông anh chủ. Anh có thấy là anh thuê cái ông này anh mệt lắm không? Thôi để anh chết ông nằm đó đi. À. Kệ ông đi. Từ ông chủ đi chơi với người ta ông mét bà chủ. Cái gì? Ông mét bà chủ. Mày, mày. Mày bà chủ. Giữ giữ lại anh. Khách ông chủ ông mê gái của ông. Chết chứ mỏ. Mày sao vậy? Chết tao mày. Mày sao? Hả? Cái gì con? Có bị gì vậy? Bác ơi. Ôi trời ơi. Bà sao bác ơi? Bác. Trời ơi. Bà... Nè. Chuyện này xảy ra hồi nào? Hả? Có bầu hồi nào? Hả? Con sao vậy? Con đau bụng. Đau bụng? Bầu gì mà có bầu? Ủa? Bà chủ. Sao vậy nó? Máu cái gì vậy? Bà chủ. Bụng hả? À. Nãy giờ thấy ói ói tưởng có bầu. Bà chủ chuyện này lớn hơn nè bà chủ. Đấu hại. Chết. Chết cái gì? Chết con tôi chết lại bây giờ á. Bác sĩ ngồi đây nè má. Bác sĩ nè má. Sao tự nhiên nhà tôi vui bữa nay có người chết qua chết lại vui vậy trời? Chết tùm lum là la bà chủ. Cái chuyện gì? Bầu của ông chủ à. Trời. Bé không có bầu đâu. Bé không có bầu với ông chủ à. Đây là thôi. Đây là chỉ là khách thôi. Tại sao? Bà chủ. Đây bây giờ vậy nè. Cái chuyện ông có bồ với ai kể ông tu đau bụng nữa. Đau bụng đau bụng nè bây giờ con này là bác sĩ phải không? Đúng rồi đúng rồi. Mau lấy, lấy đồ nghề ra khám bệnh cho con tôi coi nhanh cứu giùm con tôi. Tôi không dẹo chích thuốc đâu nha. Con sao vậy? Đau bụng. Bác sĩ đau ơi bụng rồi. Mày ăn cái gì mà mày đau bụng vậy Linh? Đồ của quán bệnh chứ đâu. Trời ơi bậy quá vậy. Đứng lên chị rồi cưng nằm xuống. Ủa sao vậy? Sao vậy? Bệnh, đau bụng mắc gì? Mắc gì bắt người ta nằm vậy? Ngồi xuống. Nằm xuống mấy khám được. Làm sao có gì vậy trong đây? Trời ơi, ba ơi, ba. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị nói vậy là bác sĩ hả? Cái gì vậy? Trong đây toàn là ba cái đồ gì mà giống như là hóa trang, đắp chắc gì vậy? Rồi bác sĩ gì? Bác sĩ quá vậy? Bác sĩ gì? Bác nhau vậy? Không, cái này là ống chích của chị. Cái này là không phải là bác sĩ đâu. Mà này là make up. Trời làm make up thì nói làm make up trang điểm đi. Trời mà bác sĩ. Trời ơi vô đây hả xém hại gia đình tôi hả? Bởi vậy bắt tôi lắc hồi nãy giờ muốn chết. Bắt tôi chổng mông xuống muốn xỉu luôn. Lúc nãy em đi vô đây á là tại vì á chồng chị nói là chồng chị mất ngủ, chồng chị ăn nhiều quá xin làm biếng. Cho nên là em cũng giúp chồng chị tập thể dục. Trời em cũng chưa lấy tiền giúp tập thể dục mà. Lọt vô gia đình này rồi. Không có ý kiến cái cò gì hết á, đừng có tới đây mà định giở trò hay sao ông vậy? Ông make up đúng không? Ông chủ tôi nè, ông chủ là chùm make up, ông chủ đúng tôi dạy đó. Cho. Đúng rồi đó. Trang điểm là đỉnh luôn á. Bây giờ ba chỗ tài đi ba. Nè, mời ra đây. Rồi cho ông chủ tôi make up cho. Ngồi đây. Dạ. Đó. Ai ngồi? Đây. Đây. Thiên nhiên make up. Này là
Đó, nãy mắt kiến má ơi. Cái gì vậy? Mắt kiến sao vậy? Nó cắm rồi mà còn đeo, không thấy được. Đeo mấy cắp hả? Xin lỗi tụi bà mà. Cũng lạnh á. Hồi nãy nó lấy cái giếng, nó mặc định là ông chết, tôi lấy cái này tôi mặc định nó là mắt kiến. Em muốn... phải nói cho chị là làm cho em đẹp đẹp. Được, đẹp lắm em. Em muốn cái gì cũng được hết á. Ông chủ vẽ cái chân mày giống ông chủ á. Vẽ hàm dâu giống ông chủ luôn cho nó cặp sinh đôi. Vẽ là đẹp mà. Đâu tới hàm dâu nè, trời con chí tài luôn rồi. Vẽ hồi thôi ra chí tài vậy cha. Cái gì? Vẽ hồi thôi ra chí tài vậy. Vẽ đi, vẽ đi. Để điên tôi làm. Đó, tôi có cái quần như thế này. Đó, đẹp quá. Trời chấm chết lên tôi rồi. Trời chấm chết, chết rồi. Rồi. Dây cứng thì cái ông này không xuất hiện vậy trời. Ok. Ai vậy? Cái hai. Bước xuống. Ấy vậy? Mẹ. Mày làm cái gì vậy? Ba cái đồ make up đi diễn của anh Tư mày để đâu? Dạ kia kìa. Sao tự nhiên mày tới đây mày ngồi cho người ta vẽ vậy? Mấy người vô lương tâm lắm. Trời ơi, nó bị tâm thần mà. Trời ơi. Trời ơi hả? Ủa thiệt rồi, trời ơi, cái cây chín chín. Em tôi nó bị tâm thần. Người nào vẽ trên mặt nó? Ê vậy? Không đây. Cái gì vậy? Kêu nó về đi, bà, nghe nó cắn một cái chết luôn. Chị nghe lời anh hai nè. Chị ơi, chị em là con chị ơi. Bình tĩnh, em nó bị khùng rồi. Em nó bị khùng mà. Hai à. Đi về với anh Tư đi. Nó bị khùng. Đừng có lấy đồ anh Tư mà làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Em muốn học hóa trang á, anh Tư sẽ chỉ cho em. Thôi trả nè. À, hồi nãy anh vẽ cho nó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ anh ngồi tôi vẽ anh lại. Mày này rồi vẽ hàng lông mày y chang như vậy chứ. Dạ. Khỏi cần nhìn ở đằng trước luôn. Cái con kia nó khùng, nó mới kéo lại cho nó vẽ cho nó chứ ông này không có mất rồi. Không vẽ mình vẽ đi. Không, cái đó là cái vấn đề là bà chị đánh giá vậy thôi chứ nếu không khùng đâu có ngồi cho tôi vẽ. Thôi đi về bé Hai ơi, về đi. Không, đi về đi, đi, đi về. Về. Ôi, trời. Trời ơi. Cái gì? À, xin mời. Đây. Đứng kế nhau đó. Trời, hai cái mặt đẹp như một khuôn đúc ra. À, thưa quý vị, vừa rồi là một câu chuyện, một cái tình huống rất là vui nhộn mà Hà Anh trong vai một cô bác sĩ đến đây để khám bệnh cho gia đình này, nhưng mà cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng là cái Hà Anh này mới là một cái bệnh nhân tâm thần do anh Hoài Linh anh cứu thoát. Như vậy có nghĩa là cái tình huống của chúng ta tạm thời khép lại tại đây. Xin cảm ơn cô bác sĩ xinh đẹp. Bây giờ gọi cô bác sĩ nghe nó kỳ, nó bị ngượng miệng phải không? Xinh đẹp anh hơi mệt mệt à. À, xinh đẹp đâu có ai có cái hàng lông mày mà hàm râu mà cái một ruồi mọc mất trật tự dữ vậy. Một tràng pháo tay to dành cho Hà Anh cùng với danh hài Hoài Linh. Hà Anh bây giờ theo chân anh Tư về nhà học make up lại nha. À, khổ ghê lắm. À, còn ông chủ quán bây giờ cũng có một cặp chân mày y như xăm vậy đó. Rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì thời tiết đã bắt đầu nóng lên rồi. Buổi trưa đang đến dần. Thì có lẽ là chắc chắn sẽ có thêm một vị khách nữa đến với quán ăn của chúng ta. Nào, cả gia đình mình hãy chuẩn bị để chào đón vị khách buổi trưa. Bắt đầu. Lần đầu tiên mời đi diễn hài mà không biết là mình hài như thế nào, không biết là vô đó có bị chặt chém tơi tả tan tận không, không biết là mấy chủ quán trong bộ quán số 5 thử thách mình như thế nào nữa, để cho là cái gì sợ quá. Nhưng mà thôi cố gắng. Tại vì chắc là quý vị khán giả sẽ ủng hộ tài đúng không? Hey. Dạ chào công tử.
Dạ. Công tử đi đâu mà công tử muốn đào tường khoét vách nhà người ta vậy? Thế là lạ nhìn chơi. Ông muốn vô đây coi cái gì trong đó đúng không? À, muốn thiêu thông mấy người bạn đó. Có bạn ở trong hả? Có bạn. Trời ơi, có bạn ở trong là không phải người bình thường đâu nha. Ở trong đó bắt bình thường không à. Ông mà là bạn của mấy người đó là cần phải coi lại. À, nếu muốn vô thì tôi sẽ mời ông vô đàng hoàng ha. Cứ cần thiết gì đó mình phải dòm ngó, mình dạch, mình banh cửa người ta ra kiểu đó ha. Rồi, nếu như ông muốn vô sẽ mời ông vào, nhưng mà bình tĩnh, cẩn thận những cái gì sắp sửa xảy đến với ông nha. Đây, hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra chào đón vị khách đặc biệt của buổi trưa nào. Chào mừng đến với hội quán Tiếu Lâm ha. Hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi. Mời quý khách ngồi. Chờ chút. Tiểu Nhị. Dạ. Ra đây. Chú bảo con, cái gì vậy? Bữa nay một vị khách quen lắm. Giống như là trong cái bản cáo thị là tội phạm đang bị truy nã. Ờ đúng rồi, nhớ mặt thằng này rồi. Nó nổi tiếng lắm nè. Hả? Đăng trên báo công an nhiều lắm. Như vậy là cáo thị là truy nã, phải không? Bây giờ sao? Bây giờ tao với mày bắt nó đưa cho quan phủ lãnh tưởng. Ê, ông đừng, ông anh bình tĩnh lại. Nhiều khi á mà không phải là cái thằng mà người tội phạm mà ông bắt về ông giao văn phủ là nhiều khi ông bị mang tội luôn đó. Chết. Vậy nhưng phải từ từ cẩn thận. Tương kế tụ kế ông ơi. Bên sao? Ha! Ê! Dạ mời quý khách ngồi. Đứng được không? Dạ không. Vô quán đây là phải ngồi. Quý khách thật là khách sáo quá. Biết chuyện vệ sinh không bắt đầu thích rồi đó. À dạ thưa quý khách, cái quán này á, cái nội quy đó vô đây là sẽ được chủ quán tiếp đãi nồng hậu và sẽ thương hoặc là ghét tùy theo cái tài trí của khách mình. Không phải, ông phải thử ví dụ như là nó có phải là hay không, nó là phải là tội phạm hay không, ông phải thử trí thông minh của nó. Trời sao lâu quá vậy? À, nói là tiếp đãi chu đáo nãy giờ chưa thấy. Dạ, xin lỗi. Để cho tôi phép xin phép được thử coi quý khách có cái trí thông minh hay không. Nếu mà quý khách trả lời được hết những câu đố của tôi thì tôi sẽ thương quý khách, còn ngược lại thì tôi sẽ coi quý khách là một người tôi không có thích, có nghĩa là tôi ghét. Sao phiền quá vậy? Không có phiền, đó là nội quy của hội quán Tiêu Lâm. Dạ, lúc nào cũng vui vẻ hết. Xin phép được hỏi. À, quý khách có biết là chết lãng xẹt người ta gọi là gì không? Trời ơi, vậy cũng hỏi. Kêu là gì? Không biết. Không biết à? Ông nội này chết. Biết rồi, tôi biết rồi. Là cái gì? Lãng tử. Hay quá. Mời quý khách ngồi, tiếp tục. Tiếp tục. Để nghe tiếp câu thứ hai. Đi võ thám chết thì gọi là gì? Võ thám chết gọi là gì hả? Dạ. Thám tử. Hay quá vậy. Quá hay, quá hay. Bị trời đánh chết gọi là gì? Xét đánh chết. Trời đánh hả? Ừ. Trời tử. Trời tử. Trời tử à? Không, không được. Xin lỗi. Xá là chứ trời làm sao mà nói lại được. Xin lỗi ông trời. Bị trời đánh chết kêu bằng cái gì? Trời ơi đất hỡi luôn. Mày im đi. Trả lời được không? Trả lời được không? Không biết. Quá dễ. Bị trời đánh chết gọi là thiên tử. Cho cơ hội để gỡ nè. Dễ vậy mà cũng đố. Đi công việc chết gọi là gì? Đi công việc chết. Ừ. Gọi là gì hả? À. Tên này mỗi lần đứng dậy là nó biết đó. Gọi là gì? Đi công việc chết gọi là... Gọi là gì? Là gì? Không biết. Gọi là công tử. Hay quá vậy. Được rồi, cho câu này dễ, ai cũng biết.
đi tiểu mà chết gọi là gì? Trời ơi, vậy cũng đố nữa. Là sao? Là tiểu tự. Hay quá. Yeah. Hay quá. Nếu gặp một người quá thông minh như chàng mà là chết tài giỏi mà chết, ta kêu bằng cái gì? Cái này là đúng tên của tôi luôn á. Tên gì? Là tài tử. Wow. Hay quá. Ông chủ à, nè đừng có giỏi mừng. Nếu như mà ngươi mà đứng đây mà ăn nói vô duyên á, ngươi chết gọi là gì? Vô duyên. Nó gọi là vô tử. Gặp bạn rồi. À, gặp bạn rồi. Ngồi xuống. Còn nữa hả? Coi như là được thương rồi đó. Cái giai đoạn này được thương rồi đó. Ăn đi, cho ăn đi. Khoan. Đại đi. Còn một thử thách nữa. Còn một thử thách nữa. Thứ qua vậy? Ở người đó. Hả? Ở người. Tới con hả? Bây giờ nhảy lầu người ta gọi là gì? Nhảy lầu. Người đúng không? Nhảy lầu người ta gọi là tự tử. Sao ông chủ? Hầu hay không? Thách thứ hai hả? Qua thử thách thứ hai đi. Nè. Qua thử thách thứ hai hả? À, dạ, nãy giờ quý khách cũng đã mệt rồi. Quý khách ngồi xuống đây. Không có mệt gì hết á. Rất là khỏe. Để tụi tôi có một món quà cũng tiếp đãi quý khách. Không cần quà đâu. Mới được mà. Yên tâm ngồi đi mà. Thôi lá. Đây. Xuống đi quá. Món ăn đâu? Từ từ. Ngồi xuống đi. Vậy đi. Để đi. Cái món này muốn ăn là phải bịt mắt lại. Một cái trò đố vui đố mẹo đó mà. Sẽ có 3 ly nước quý khách sẽ uống thử. Biết cái nước đâu. Nước gì? Đồ ăn đây toàn là dinh dưỡng tốt mà. Đây, cái thử thách thứ hai đó là mời quý khách. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó đánh tù xuống rồi. Không có được. Làm bậy thôi. Không có được, vậy là bậy rồi. Ông nội này là ông nội bị chi não quá. Không được. Sao gian lận quá vậy đó nghe. Không có được. Rồi, bây giờ còn gì nữa? Bây giờ nếm là cho biết đây là nước gì. Uống đi, không sao đâu. Đây là cái nước gì? Nước gì? Để quen ta. Cái nước gì màu vàng đó? Tăng lực. Ai biết. Màu cũ nè. Đúng không? Rồi quá, đúng rồi, không biết nữa. Thôi qua. Qua liền thứ hai. Cậu rình. Đây, hãy nêm đi thứ hai. Nước gì? Sao? Này gì nước hôi hôi vậy? Thử lên cái lần nữa coi. Sao? Nước gì? Công tử thấy sao? Là giống nước tiểu của hai người của chúng. Lao tay ơi. Hại tôi quá. Tôi rất là vệ sinh, không có làm những cái chuyện bậy bạ đó. Nói cho thằng ta nghe đi. Là nước gì? Nước gì? Đây nước suối. Tầm bậy ơi. Nước là nước hỗn hợp pha tùm lum tà la hết. Ba nước hồi nãy nhà ngươi thấy là bây giờ tháo ra hết rồi đó. Nói chung là đây là vị khách không phải là trong lệnh di nã. Tốt quá. Khách quý. Hồi nãy giờ đây tôi xin lỗi nha. Bây giờ bắt đầu đánh khách đi. Dạ. Nãy giờ cũng hành quý khách nhiều quá rồi. Mời quý khách tô cháo. Này gọi là cháo hành. Tại vì hành quá giờ ăn cháo được kêu cháo hành. Cháo thì ghê vậy. Ăn đi, được. Ăn cháo. Mà mày không cho muỗng sao ăn? Ăn đi, nãy giờ hành quá giờ ăn cháo được kêu cháo. Ăn đi. Muỗng đâu? Quán gì kỳ vậy? Có muỗng chuyện gì? Ăn đi. Ăn này xong có nào tôi đổi giới tính không trời? Không có. Đừng có lo. Hay quá, ngon không? Ngon chứ. Chuyện gì mà con khóc vậy? Cha ơi, con mới bị cướp ở ngoài đường á cha. Cái gì? Bị cướp ngoài đường? Dạ, cướp cái gì? Rồi. Nó cướp cái gì? Nó cướp cái đôi bông của con. Ui, tên nào mà dám cả gan như vậy? Cha, cho mới tìm cho bằng được cái tên đó. Phân thầy nó ra đó cha. Được rồi, để cha tìm. Nhưng mà con phải cho biết đặc điểm nó là cái gì, cha mới tìm được chứ. Ô kìa. Chàng trai này là ai vậy cha? Trời ơi, đừng thấy đập trai cái nhào nhào tới nha cô. Đây là khách quý, khách quý. Ôi, vậy hả? Cha ơi, cha có thể mời chàng khách quý đó ra đây một chút được không cha? Dạ, xin phép mời công tử qua cho con gái tôi nó nói chuyện chút. Thấy cái mặt cái cổ giống ông chứ. Cũng phùng á.
không có được. Dễ thương lắm, dễ thương thiệt. Đẹp mà. Tin tôi đi, không có gì đâu. Không có khùng khùng, qua đây đi. Bỏ áo xuống anh ơi. Ở cái gì? Qua đây. Đừng làm bậy nha con. Đây giới thiệu ông này. Ông này là chết lãng xẹt. Chết lãng xẹt, ta kêu là lãng tử đó. Ông này là chết lãng xẹt. Sao con? Như á, là con thấy cái dốc dáng này á hả, xem giống giống như là cái tên cướp cướp con ở ngoài đường á. Nhưng mà tại vì nó bịt mặt nên con không biết là phải không này hay không, nhưng mà cái tướng tá thì cũng ngang như vậy đó. Còn có gì giống mà? Cái gì? Cái chiều cao thì con nhớ là giống như vậy đó cha. Cô hả, là không hãm hại được tôi là cô bây giờ cô đặt điều vô khống hả? Nếu như mà nếu như mà không sợ người ta vô khống á thì anh phải múa võ ra đây đi để tôi coi coi anh phải là người võ công như thế nào. Ủa, cô mắc gì tôi phải làm theo cô? Không không, đúng rồi. Nếu mà không làm như vậy là anh là người một cái kẻ mà đã cướp nhan sắc và cướp cái đôi tay của tôi ở ngoài đường, đúng không? Rồi, bố thì bố. May mà không có má tôi ở nhà đó. Có má tôi ở nhà hả, xử đẹp anh hơn nữa. Trời ơi. Đâu, bây giờ con muốn công tử này múa võ gì? Để con nhớ coi. Xá Quyền. Xá Quyền. Xá Quyền. Xá Quyền. Trời ơi, Xá Quyền kìa. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Rồi, võ gì đó? Không phải võ này. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Con khỉ Quyền. Trời, con khỉ cũng vậy luôn hả? Khỉ thì kỳ vậy? Giống cái này quờ quờ Quyền quá. Quờ quờ Quyền quá. Ok chưa? Rồi, em U Quyền. Em M.U Quyền. Mù hả? Múa coi. Chết xác rồi. Chết xác rồi kìa. Quan tới đây vậy? Tại sao? Tại sao các ngươi lại hành hung người vô cớ? Không phải là hành hung mà là bắt thủ phạm. Đúng nộp cho triều đình. Chàng công tử này đã làm gì mà các ngươi kêu là thủ phạm? Chính hắn đã cướp đôi bông tai của con gái tôi. Dạ, chính hắn, cái mặt hắn còn in trên đây luôn nè. Đúng, chính hắn. Suy nè, người giống người đó là chuyện bình thường. Làm gì có chuyện giống dạ, thấy người chưa? Hay dùng nước dạ, vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Một đoàn vô quan hiếp dạ, con. Dạ người không thấy nhưng ta thấy. Người cua nó trước. Hả? Thấy chưa? Chuyện không chưa? Có chuyện này không? Chủ dạ, quan dạ, nhìn tôi tét áo tôi ngoài đường chạy về nè. Thấy ghê chưa? Ông cũng nên coi lại cách cư xử của con gái ông. Mê trai thấy sợ. Trời ơi. Dạ. Thật dục nhã quá. Ta nói cho ông biết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu người ta phạm tội, ông phải đưa lên công đường để xử. Cớ sao lại hành hung người ta như vậy? Bây giờ ta sẽ đưa người ấy đi. Không được, không được. Phải bắt lại. Phải sao? Là hung thủ. Chính nó là hung thủ, đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng đầy đủ. Đạo quân đó, đó chính là hung thủ chứ hạ đó. Đúng rồi. Im. Cầm miệng. Có ta ở đây là đại diện cho phủ. Tại sao ngươi lại hành hung hồ đồ như vậy? Trên kia tóc dài hay ngắn? Tóc ngắn. Ở đây ngắn hay dài? Tóc dài. Tóc dài. Có giống nhau đâu chưa? Em muốn quỷ đen làm sao? Vậy thì ai mới là người bị bắt, ai mới là đáng truy nã? Cái chuyện mày bị bắt hay truy nã, gia đình ông cứ từ từ mà tính. Mời công công về triều. Cái gì công công? Hả? Cái gì mà nói? Công công mà. Trời ơi. Nào xin mời ông quan áo đỏ và ông công công áo hường ra đây. Dạ. Yeah.
Và cuối cùng kết thúc cái tình huống này thì mới biết thì ra cái người đàn ông vạm vỡ này là một không không. Coi như là cái chuyện mà anh ta mà đi giật bông tai của một cô gái rồi đi cua gái là hoàn toàn không có thiệt. Thì giật bông tai đúng. Cấp hẹn. Như vậy là nghệ sĩ Hoài Linh trong cái vai một vị quan đến đây đã tìm ra được những cái thông tin, những cái chi tiết mà có thể giải cứu cho cái vị thực khách này của chúng ta. Thứ nhất là bên kia tóc ngắn, bên đây tóc dài. Đó, cái thứ hai là ông này là công công, thành ra ông có đi dây gái làm cái gì hết. Một tràng vỗ tay thật to cho nghệ sĩ Hoài Linh cùng với đoàn Thành Tài. Xin cảm ơn hai anh rất nhiều. Dạ, bây giờ thì vào trong chuẩn bị cho cái thử thách sau nha. Dạ. Bây giờ thì quán của chúng ta như thế nào đây? Hả? Bây giờ buổi trưa có một cái vị khách tới làm phiền mình rồi đúng không? Bây giờ làm chủ à, buổi chiều. Vừa rồi thấy rằng đưa ra những cái thử thách coi bộ là chưa có làm khó được những thực khách của mình. Những cái câu hỏi thì thực khách của chúng ta cũng thể có thể dễ dàng giải đáp. Hy vọng rằng cái buổi chiều tối sắp tới đây mình sẽ có những cái chiêu gì đó nó độc đáo hơn, nó mang cái tính vận động hơn, nó làm cho thực khách của chúng ta phải mệt mỏi, thì lúc đó mình mới có thể là xoay chuyển thực khách trong lòng bàn tay. Đồng ý không nào? Đồng ý. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị những cái gì cần thiết nhất để chào đón vị thực khách buổi chiều tối. Bây, bắt đầu. Hoàng Mập cùng tất cả anh chị em trong hội quán Thiếu Lâm sẽ tung hứng nhảy nhót múa hát ca ăn uống vậy quạ nằm xuống đứng lên, làm sao mà khán giả Đài Vĩnh Long tha hồ cười thả ga. Hả, hết nhạc đảng hậu vậy? Không phải đâu, không phải đâu, bởi vì anh nhảy quá đó nhà nó không dám hát nữa. Vậy hả? Dạ, bởi vì sợ sập cái chỗ này đó, nó tắt liền lập tức vậy đó. Nghe đồn vô đây được ăn nhiều món ngon lắm mà đi quá thì đi nhịn đói, sáng giờ mà có được ăn gì không? Trời ơi anh ơi, nó nghe nó thiệt tình với anh luôn nghe. Bây giờ cái dòng eo anh bao nhiêu rồi anh biết chưa mà cái đồ ăn miết gì không biết à. Nó nhỏ thôi, 140kg, ba dòng cũng 140. Nếu mà nếu mà đại nghĩa mà ôm nhiệt tình lắm mới dám, mà còn mới không có dám đâu, nhìn thấy chưa? Cái này bây giờ đố anh làm sao mà vòng tay chạm rốn đó. Sao dễ lắm nè nè. Đó. Đúng không? Rồi hôm nay cái vị thực khách của chúng ta đến vào buổi chiều tối rất là vui nhộn đó, nhưng mà nhìn là thấy coi bồi là cái quán này không đủ thức ăn cho anh ăn rồi đó. Hả? Thì không, anh vô ăn là sập quán người ta đó. Đâu có, anh nghe đồ như này có 1000 món lận. Trời ơi, anh ăn 1000 món không đủ nữa anh ơi. Chắc anh ăn thịt luôn công bà chủ quán, may ra mới no đó. Anh Hoàng Mập thân mến, đến với cái hội quán Tiếu Lâm, trong này là một cái quán ăn nó có rất nhiều món ăn để anh lựa chọn nha. Nhưng mà để mà được thỏa mãn cái khẩu vị của anh á, để được có những món ăn ngon á, anh phải trải qua những cái thử thách mà ông bà chủ quán đã đặt ra. Ông bà chủ quán này là cũng nghiệt ngã ghê lắm. Chuyện nhỏ em, cái gì mình ăn chùa là phải phục vụ, đâu phải ta bưng đồ ăn cái này ăn đi sung sướng vậy. Không phải, phải lao động, phải khổ sai. Nhiều khi rửa chén ta mình được cho ăn cái tô chén đó chứ bộ. Rồi thôi bây giờ nếu như mà anh muốn ăn như vậy đó, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào quán ăn của hội quán Tiếu Lâm nha. Nhưng mà dặn anh là nếu như mà anh thấy cái gì khó khăn quá, nó làm cho anh mệt mỏi căng thẳng quá đó, anh có thể anh cầu cứu. Rồi bây giờ mời anh Hoàng Mập hãy quay về nhìn vào cái cánh cửa này nha. Đây là cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm đó. Bây giờ anh làm sao cho nó mở cửa ra, anh đẩy ra được không? Mình gõ cửa đi. Gõ nó không mở đâu. Cốc cốc cốc. Không ai mở đâu. Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai, không phải là thỏ không đâu. Nếu là heo cho xem gì? Cho xem móng. Dạ con heo mập lắm nè, mở ra đi con heo nè. Chắc không được thấy không? Đó bây giờ làm sao? Cái thử thách đầu tiên dành cho anh á. Làm gì vậy? Kiếm cây búa. Trả thôi. Trời ơi. Bữa nay ấy ở với phe đảng tôi là nếu mà đập cửa đi bữa cái là sập liền á. Bữa nay gặp khách không chỉ phàm ăn, ham ăn, thích ăn mà bây giờ còn gặp khách bạo lực trong đó nữa. Thôi cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm mở ra tiếp đón vị khách đặc biệt của chúng ta buổi tối nào. Ấn tượng chưa? Xin mời anh Hoàng Mập. Chào mừng đến với hội quán Tiếu Lâm. Hả má ơi, hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi, hội quán Tiếu Lâm xin mời.
nhưng đừng ăn quỵt to nha. Phải nó không? Chính nó. Chính hắn. Thằng ăn quỵt. Trời ơi! Bắt nó lại. Để cho. Khoan. Khó quá, bỏ đi con. Cái này khi mà yếu đặt ra gió nè. Xuống. Mày bắt nó hay nó bắt mày vậy? Yếu hóa. Nè. Dạ. Cái mày là cái thằng hôm bữa tới đây ăn quýt. Ăn bắt con gái tao phục vụ nhân ngày đúng không? Ủa gái chú là đứa nào quên rồi? Đây nè. Ăn quýt rồi còn mặc đồ màu sắc nữa hả? Trời ơi, bà ở đây chỉ có mình đi bà. Chưa nói mà má. Có con gái của má. Con của chủ quán hội quán Thiếu Lâm này mới được mặc đồ màu sắc vậy thôi, không có ai được cạnh tranh. Ăn quýt còn mặc đồ màu sắc. Ủa, nói chuyện xíu biết liền. Bên kia má này con đó hả? Trời ơi, má con trong gia đình không ổn định nữa. Cứ lộn hoài. Đây má đi con không? Đây ba hả? Sao? Hay là đây con gây Út? Nhìn mặt trẻ lắm á. Dễ thương ghê. Trẻ mà để râu chi vậy? Tạo bớt râu đi. Ê, ba bên kia phải không? Tầm mày rồi, tôi ở đợ. Trời ơi, ông ăn quỵt hồi qua chưa nói chuyện không? Ông qua đây ông ngồi. Ông qua đây ngồi để ông chủ bà chủ tôi tính sổ với ông. Ghê quá mà ăn quỵt còn dám quay lại nữa. Ngồi đây thôi. Ngồi ở đây. Ngồi xuống. Tính sổ với ông chuyện hôm qua ăn đã đời mập thay xong đi về là sao? Khoan. Muốn tính gì tính. Trước khi tính cho em nói một câu được không? Nói đi. Em đói quá cho ăn miếng. Từ cho ăn. Cho ăn. Nhưng à? Trước khi phải xử lý chuyện hôm qua cái đã. Chuyện qua. Hôm qua nhớ gì không? Nhớ gì nhắc mới nhớ. Ăn quỵt đó. Ăn quỵt ngày nào cũng quỵt đâu phải hôm qua đâu. Trời ơi trời. Tôi không cần biết là anh ăn quỵt ở chỗ nào, bao nhiêu ngày. Tôi chỉ cần biết ngày hôm qua anh ăn quỵt ở đây. Quán của chúng tôi. Cho nên bây giờ chúng tôi phải xử lý. Khoan thím. Cho có ý kiến cái thím. Ngày hôm qua thím nói ăn quỵt rồi đúng không? Bữa nay con ăn bữa nữa đi, hai bữa ta tính luôn lần cho nó sướng. Đứng mặt cái nào. Con nói thiệt mà nó bụng quá cho con ăn miếng đi. Bây giờ vậy nè, quán tôi cũng dễ dãi lắm. Dạ. Ăn quỵt cũng được, nhưng mà vô hội quán tôi làm là vui là được rồi. Nhưng mà anh phải qua những thử thách tôi mới cho anh ăn tiếp. Đúng. Nè. Đúng rồi. Đó là luôn. Để cho tôi nói. Quán của chúng ta là quán văn hóa. Quán nghệ thuật. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ hành hạ tất cả những thực khách vô đây. Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi và đánh luôn thằng chạy lại. Thằng nào ngu như vậy? Bà nói tào lao. Nói vậy là sai rồi. Nói là đánh thằng chạy lại nhưng mà dí thằng chạy đi. Trời ơi, tỏi ghê hơn nữa. Nhưng mà vô vấn đề chính là cái thằng ông nội này ngồi yên nè, bây giờ sao? Chưa xí. Hồi nãy nói là đánh người chạy đi, đánh người chạy lại. Nãy em đi em đâu có chạy đâu, đánh em. Nói chung là quay lại đây là chạy lại đây rồi. Nói chung là bây giờ không có xử lý đánh đấm đá gì hết. Tại vì đang ngồi chứ không có chạy chứ không có đi. Đúng rồi. Bây giờ chỉ xử lý nhẹ nhàng thôi. Cho ăn đi chị. Lấy cái muỗng ra đây. À, lấy cái muỗng cho ăn nữa mà. À. Móc hai con mắt của nó ra. Đấy ghê vậy. Bà chủ ác quá, bà chủ ác quá hả? Quán mình vui vẻ là chính mà. Hơi nặng tay đó. Rồi bây giờ thôi, nặng tay bỏ qua. Ừ. Bây giờ muốn trả nợ đúng không? Muốn được ăn đúng không? Đúng muốn rồi. Được ăn là phải trả nợ đi. Trả hết món nợ cũ rồi được ăn. Ăn xong bây trả luôn. Phải làm việc ở đây thì người ta mới cho ăn tiếp. Bà chủ ơi, lấy con dao thái thịt ra đây. Em lấy hả? Ngồi yên. Ngồi đó. Đâu dao đâu? Ngồi yên đi. Số bồi khổ quá. Có mình đằng bồi à. Hai mượn mày ở đợ chi. Trời ơi, kéo vào đây đi cho nó dễ ngồi nè, tao ăn luôn. Thằng nó ốm nhơm mà đặng có được. Nè con nè, mập ở đợ được lắm. Khiên bàn, khiên ghế. Ủa cái gì vậy? Đó thịt bò bánh tết theo sống nhăn sao ăn? Từ từ sẽ muốn chín thôi. Muốn ăn phải lăn vô bếp. Bây giờ thái thịt đi. Thái cái miếng thịt này ra càng mỏng càng tốt. Xong rồi đem vô trong đó chiên cho ăn. Thái thịt hả? Thái không được là tôi thái ông luôn đó. Trời ơi. Bắt đầu.
thái thịt bằng keo, bằng dao cắt bánh kem hả? Tôi không cần biết. Không phải thái bình thường đâu, đứng vậy phải có nguyên tắc. Đằng sau quay. Trời ơi, thái gì hả? Làm gì được như vậy? Có coi trên mạng đồ không? Thân hình lý tưởng á là cái tay phải thọt ngang qua rúng vậy nè. Đó, bây giờ thọt như vậy cắt. Được không? Trời ơi. Phải thử thách rồi. Mới có thử thách đầu tiên thôi mà thấy coi bộ khó à. Rồi cắt hay làm đôi được không? Bắt đầu thời gian, bắt đầu tính. 1 phút. Bắt đầu. 60. 59. 9. 58. Không có thế vậy. Không có thế vậy. Ê, ông Thái thừa thế ông cạo thịt vậy. Ông Thái thường thường. Ông Thái được. Ba má với gia đình của mình á, thôi con thấy đừng có hành hạ khách hàng như vậy mà. Người ta rất là dễ thương. Tại con thấy thân hình mẩm mẻm của ảnh quá, nên con muốn á, ảnh đứng lên đây múa Ấn Độ. Bậy rồi. Cái gì vậy? Đang thái thịt mà lại múa trong đây làm cái quỷ gì? Nói chung là cái gia đình này hình như là không có thống nhất ý kiến rồi đó. Gần sao? Đánh ra mặt tôi đi. Ổn, ổn, ổn. Ngồi thử trước đi. Ổn không? Ổn không? Chắc ổn. Em nói rồi mà em gì ăn em làm gì cũng được chứ á. Rồi biết khiêu vũ, biết vũ đạo được không? Trời ơi! Ở trên này hả? Ờ vậy thôi, ổn rồi. Nghe nhạc, cảm nhạc thì vũ đạo thôi, thử thách khác. Bắt đầu. Oh. Trời ơi, nhảy xuống một cái là... Hay quá. Được ăn rồi. Mừng quá, được ăn rồi. Trời ơi, được ăn rồi. Khoan, còn nữa. Nhưng mà vừa nhảy vừa ăn mới được. Đúng. Bây giờ nhảy dây đi. Bà thím. Chưa có tết chặt hộp dưa làm chi? Ăn đỡ hộp dưa đi. Trời ơi. Vừa nhảy vừa cắn hộp dưa ăn hết cái gì này. Tí, hồi sáng có thử cái sàn chưa? Được mà, hên xui, hên xui bà chủ mà. Ơi, nếu mà không được á thì mai mốt làm cái sàn nhà lại. Chồng vô vậy thử đi chồng. Nhảy thử đi ông chủ, nhảy thử đi con coi ông chủ. Nhảy thử đi ông chủ. Đó, nhảy à, như vậy đó dễ mà. Không phải, nhảy gì mới vui. Nhảy cao lên nhẹ vui coi coi. Rồi, nhảy được đó. Ừ, nhảy được đó. Nhảy được đó. Nhảy đi. Trời ơi, đất trời lỡ đất. Bây giờ mệt quá. Không cho ăn. Giờ cứu đi. Cứu đi. Đất lên rồi. Giờ cứu đi. Ngoại, mấy anh chị cho tôi coi giấy phép kinh doanh. Khoan xí. Ai vậy? Ông ngoại tôi. Ai mà? Ai ông mà có quyền? Kỳ khôi quá vậy mà vô đòi giấy phép kinh doanh. Tôi là tổ trưởng tổ hòa giải ở đây. Trưởng tổ hòa giải à? Hôm sớm mình có đồng tổ trưởng không thì cùng về. Ăn mặc gì lạ vậy? Ủa, thích vậy được không? Bận quần jean cũng bỏ áo vô thường. Bận quần này cũng bỏ được vậy. Giờ đòi coi giấy phép kinh doanh đúng không? Tôi mới nghe sắp nhỏ nó báo ở đây là quán ăn mà có tổ chức khiêu vũ sexy. Cái gì? Cái gì? Ai nói vậy? Chuyện đó. Ai khiêu vũ sexy? Làm gì có chuyện đó? Hồi nãy tôi rình tôi thấy có một con heo nó đứng nó lượn ở trên bàn. Nhìn làm đó đó, nhìn thấy quen không? Thấy không? Nè,
Nè, phải không heo đều không? Con mày hả Tý? Dạ con đó mày. Sao khùng tự nhiên mày qua đây chứ vậy? Con muốn ăn chợt. Ăn quịch ở quán con á. Không phải là ăn quịch là không trả nha. Tiền. Ăn không trả tiền. Nó ăn quịch. Nó ăn quịch của cái quán anh chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó không trả tiền. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời đất ơi cái thằng này tệ thiệt. Mày ăn cái gì? Dạ, có ăn nguyên cái út ổng á. Trời ơi cái gì? Là nó ăn cái con này thôi. Hả? Mà ở trong menu á thì không có cái món này. Cho nên nó ăn cái này á là coi như ăn ngoài luôn, không trời có tính tiền. Dìa yeah, con. Trời ơi. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một tình huống rất là vui nhộn mà cái kết thật sự là bất ngờ. Nào xin mời nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Hoàng Mập. À, anh Hoàng Mập ơi, nãy thấy anh bị cái gia đình hành hạ nhiều lắm luôn á. Leo lên trên bàn nè ha, rồi bắt nhảy múa nè ha, rồi bắt nhảy dây nè, rồi giờ cái sức khỏe anh cảm thấy thế nào? Thấy ông ngoại ra là khỏe liền, lý có người cứu liền. Ừ, mà nãy vừa nhảy dây mà vừa ăn hột dưa nữa đúng không anh? Rồi có cắn nhầm lưỡi không? Chưa cắn, mới cắn nhầm ngón tay mà. Lừa bán mấy hộp dưa đó, thấy nguyên ngón tay cắn cái bụng. Bởi vậy mới nói là để vào cái quán ăn này mà ăn được một cái món của cái gia đình này là trần ai luôn. Đó, Hoàng Mập bị thử thách quá trời luôn, cuối cùng chỉ ăn được một cái hộp dưa thôi, chưa kể là cắn đứt cái ngón tay của mình, là tự hút máu mình mà bổ đó. Như vậy là coi như anh Hoàng Mập có cũng đã vượt qua được những thử thách của cái gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy dành cho nghệ sĩ Hoàng Mập cũng như là ông ngoại Hoài Linh một tràng pháo tay thật to nào. Rồi bây giờ ông cháu bưng nhau về nha, bưng nhau về. Đó, thấy thương. Lộn bưng. Sao, gia đình ông bà chủ, mệt không? Mệt chứ, nhảy dây mệt chứ anh. À, lâu lâu gặp một cái thực khách mà nó quá khổ như vậy là cũng mệt mỏi lắm đúng không? À, thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần mà chắc chắn rằng gia đình chủ quán của chúng ta sẽ mệt mỏi hơn nữa đó. Có nghĩa là ba vị thực khách từ sáng đến giờ sẽ quay ngược trở lại quán này và đặt ra những thử thách ngược cho gia đình chúng ta. Hãy chuẩn bị tập trung dồn hết 10 thành công lực để đối phó lại với ba vị thực khách của ngày hôm nay nha. Chúng ta cùng đến với phần thử thách ngược. Ngược thôi. Cả gia đình đó, 4 người đó, đợi đi. Chúng tôi sẽ trở lại. Sư phụ ta thi, hãy đợi đấy. Người quen, người này quen. Ủa còn hai người này là ai đây lạ quá? À, cô gái xinh đẹp, hồi sáng làm bác sĩ đúng không? Ừ, cảm ơn em. Người phụ nữ mang thai đi đâu đây? Dạ, em có mang thai. Mà em mập tự nhiên, thiên nhiên ban tặng đó. Em đi bán giải. Bán giải hả? Dạ. Trời ơi, giải quấn trong người xài không hết. Sao có mà đi dư đi bán cho người ta? Không có, em bán ế quá, em quấn nè. Rồi chai nào mua khúc nào cắt khúc đó. Rồi lỡ mua hết rồi lấy cái gì mà quấn? Không có, mua hết em xả luôn khỏi quấn. Yên tâm đi, không ai dám mua đâu. Phải vậy. Bởi vì người ta sợ dòm thấy bàn kia bàn xả đó. Nào, bây giờ mời ba người chúng ta hãy cùng đến với hội quán Tiểu Lâm phần thử thách ngược bắt đầu. Trời ơi, thấy chưa, giờ đây nè, đây nói cho nghe, đừng nhìn thấy họ có vẻ e dè sợ sệt như vậy mà chúng ta nao lòng nha, cứ giữ vững tinh thần quyết tâm cào cho tới bến nha. Chuẩn bị bắt đầu. Không ăn. Ăn gì? Không ăn. Nó nghe nè, tính vô 3 người chấp 4 người, còn người đâu rồi? Giờ tao bên này thấy chung người cũng có ổn nên đã đi ngủ rồi. Hay là nghe đồn chúng tôi quay trở lại rồi bỏ của chạy lấy người? Đâu có. Là Lâm bệnh mới bất tỉnh. Dễ thương quá ha. Gì hả? Bà đẹp hả? Đẹp quá. Nghe nói là quán này là hội quán Tiểu Lâm phải không? Đúng rồi. Tiểu Lâm thì phải cười phải không? Ba người cái tấu hài cho cười coi. Ra tấu hài đi, ba tấu hài, tấu hài sao cho cười đi. Ra đi. Ra đi, ra đi, ra đi. Tiết mục mua vui cho 3 thực khách. Bắt đầu. Này. Dạ,
kính thưa quý vị, dạo đây là tiết mục tấu hề. Đến với tiết mục đầu tiên là tiết mục cười chết luôn. Rồi. Trời ơi, tiết mục mà tấu hề cười chết luôn. Bây giờ tới tiết mục khán giả chết theo. Đó, giờ ba người khiêng vô đi, khỏi đi. Đi vô. Trời ơi, bữa nay tập tạ nè, tập tạ miễn phí. Hai, ba. Ê, khiêng vô phải theo. Khiêng. Không nổi, không nổi. Thấy chưa? Rồi, tiết mục cười chết rồi phải không? Bây giờ tới tiết mục là phục vụ văn nghệ đi. Con bé đó hát bài nghe chơi. Hát hát cải lương đi, nghe nói hát hay lắm. Nói chung là hát cải lương nhảy hip hop. Bên hát cải lương hay là nhảy hip hop. Rồi. Ai trời ơi, bỏ đi. Trời trời. Nó sẽ hại người ta thì người ta hại lại. Hai ba. Trời ơi, từ từ đã. Hát đi. Suy nghĩ thấy cái gì vậy? Hát đi. Hát đi. Hát đi. Hát đi. Rồi rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Ok nhé. Tình ta cách xa lìa xa, không nhà phải chết được. Ta đúng rồi. Cha con tôi đã đáp ứng theo lời yêu cầu, vừa hát cái lương mà vừa múa hip hop rồi đó. Bây giờ chơi tiết mục cuối cùng đi. Dạ không, bây giờ em muốn nghe nhạc con nít. Nhạc nít hả? Dạ đúng rồi. Ai hát? À, cái mặt lão thành nhất, cứ hát nhà con nít. Chưa mặt nói con nít luôn mặt, hay chứ. Nói ai mặt lão thành nhất hát bà con nít. Cháu lên bà, cháu vô mau nhé. Cô thương cháu vậy cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ, đừng đừng đây. Ta vào nhà mát, ta lần vui cái cài. Tráng sĩ còn một yêu cầu nữa. Tráng sĩ, bây giờ ba người sẽ làm tiếng theo tôi yêu cầu. Làm gì nè? Làm gì? Đầu tiên là tiếng chó hú. Tiếng chuột kêu. Gì vậy đó chứ? Chuột kêu. Rồi đủ rồi. Xin cảm ơn các vị thực khách đã cho những nhân viên trong quán ăn của chúng tôi những cái thử thách rất là thú vị. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn còn hiền đó. Cái thử thách các bạn đưa ra vẫn còn khiêm tốn, còn nhẹ nhàng. Em tính đưa ra một thử thách đó là để sợ anh Tài đứt chỉ máu chết. Thử thách gì? Ổng hoàng mập mẹ bồng con đi. À, bạn mà đưa thử thách đó ra chắc chắn là cái gia đình này không thể nào mà đáp ứng được đâu. Chỉ như đó thôi cũng đủ làm cho gia đình này là sức bất xa bàn, mệt mỏi lắm rồi. Một tràng vỗ tay thật to dành cho tất cả các thành viên trong gia đình của hội quán Tiếu Lâm. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã có những giây phút rất là vui cùng với ba vị thực khách khi đến với hội quán. Và để đánh dấu ngày hôm nay ba vị thực khách đã đến với hội quán của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ có những món quà lưu niệm để dành tặng cho ba vị thực khách. Cái món quà này để trưng thôi chứ không phải để ăn nha. Không có ăn được. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nghĩa và tập thể những nhân viên của quán ăn Hội quán Tứ Lâm xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại cùng đến với quán ăn của chúng tôi. Ở quán ăn này chúng tôi phục vụ một ngày 3 buổi, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Và mỗi một buổi như thế chúng tôi chỉ phục vụ đúng một thực khách mà thôi. Còn bây giờ thì có lẽ sẽ giới thiệu cho quý vị biết về những thành viên của quán ăn chúng tôi. Đầu tiên là ông chủ quán Chí Tài. Ông chủ quán này tuy có tuổi một chút nhưng mà rất là rực rỡ, rất là sặc sỡ, màu sắc, một cái gương mặt mụm mỉm rất là đáng yêu. Có một cái biệt tài đặc biệt là khi anh ấy chỉ cần lắc một cái thôi là cái má bên đây có thể đập qua cái má bên đây. Và đây, bà chủ quán của chúng tôi, bà chủ quán xinh đẹp Ngọc Lan. Nói nghe, thấy như vậy thôi à, xinh xắn không, đẹp đẽ thấy không, duyên dáng quyến rũ ghê chưa. Nhưng mà ta hay gọi là bị điên đó. Và cái độ điên của bà chủ quán tôi như thế nào thì các vị thực khách khi đến đây sẽ cảm nhận thật rõ điều đó. Nào mời bà chủ quán qua đây đứng kế ông chủ. Đây, đây cô con gái xinh đẹp của ông bà chủ Dương Cẩm Linh. Cô gái này xinh xắn như thế này, ra ngoài không biết bao nhiêu là chàng trai theo đuổi, nhưng mà không hiểu tại làm sao cứ bất cứ một cái gì khách nam nào bước chân vào quán, đặc biệt là những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, thì quấy đều tự nhận là bạn trai của cổ. Sự thật không biết bao nhiêu phần trăm là chính xác, nhưng mà là cứ tự nhận trước vậy đó. Đây, gia đình đoàn tụ nè. Và đây, anh phục vụ quán Hứa Minh Đạt. Một anh chàng lém lĩnh, thông minh và vô cùng duyên dáng. Nào, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để cho bốn thành viên chủ chốt của Hội quán Tiểu Lâm. Và ở phía sau là tất cả những nhân viên còn lại của quán. Họ có nhiệm vụ đi chợ, nấu cơm và làm những món ăn thật là hấp dẫn dành tặng cho các vị thực khách của chúng ta. Và mỗi một lần như thế, một vị thực khách đến quán thì để ăn được những cái món ăn hấp dẫn và ngon như thế này thì phải trải qua những thử thách của gia đình ông bà chủ. Thử thách đó rất là hóc búa, thử thách đó thật là cam go. Mà nếu những vị thực khách vượt qua được thì những vị thực khách mới có thể đến với những món ăn thật là ngon. Nhưng mà có một cái điều quan trọng nữa là các vị thực khách của chúng ta mỗi khi mà bị gia đình này mà bức bách quá, dồn tới thế bí thì sẽ có ngay một nhân vật chúng tôi tạm gọi là vị thực khách bí ẩn sẽ bất thình lình xuất hiện và đưa ra những tình huống để có thể giải cứu cho vị thực khách của chúng ta. Còn ở đây chúng tôi có 20 vị khán giả đang theo dõi trực tiếp tại trường quay. Ở đó có những cái nút bấm, nếu như mà 15 vị khán giả trở lên bấm nút bấm hiện lên ánh sáng màu đỏ, có nghĩa là những vị khán giả này đang cảm thấy là những vị thực khách của chúng tôi tội nghiệp quá, muốn nhờ thực khách bí ẩn đến giải cứu. Và hãy nhớ rằng khi 15 vị khán giả bấm nút trở lên thì vị thực khách bí ẩn mới xuất hiện nha. Chúng ta cùng xem ngày hôm nay các thành viên trong gia đình cũng như là những vị thực khách khi đến quán sẽ ứng xử để giải quyết những tình huống khó khăn như thế nào. Còn bây giờ, thời gian đến rồi, buổi sáng sẽ có một vị thực khách đến với quán của chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ, tất cả mọi thành viên của quán hãy chuẩn bị để chào đón vị thực khách buổi sáng nha. Tôi được ăn sáng là một bữa ăn rất quan trọng và Khánh cũng cảm thấy rất là đói, nhưng mà sao trong cái đói của Khánh ngày hôm nay thì rất là run, là tại vì mình không có biết trước được là mình sẽ làm gì, giờ mình sẽ gặp ai, tại vì có nghe giang hồ đồn đại là những cái gương mặt ở trên đây rất là không bình thường, thì không biết là mình có đủ không bình thường để có thể hòa nhập được với các anh chị ở đây không, và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ Khánh. Châu ơi, Châu ơi, Châu. Trâu ơi, Trâu, Trâu, Trâu ơi, Trâu dạ, ơi. Dạ. Trâu ơi, ta bảo Trâu này. Trâu đi đâu vậy hả Trâu? Trâu đi cày. Trâu đi cày hả Trâu? Nhưng mà nhìn Trâu hôm nay có vẻ xanh xao yếu đuối lắm nghe Trâu. Dạ. Bệnh đúng chưa? Bị cảm một chút nhẹ thôi, tại vì bị sốc nhiệt cái thời không, tiết không thay không, đổi. Không, không, không. Cái mặt này không hề nhẹ đâu. Cái mặt là nan y đây nè. Nan y đó Trâu ơi, Trâu. Nói nghe nè. Bây giờ sẽ đưa Trâu đến cái nơi này cho Trâu tha hồ vui vẻ. Dạ. Trâu muốn ăn cái gì thì ăn, nghe không? Dạ. Ăn để bồi bổ sức khỏe, nghe không? Ủa mà Trâu là sao, Trâu là sao? Thì đó, bình thường tôi nghe người ta hay gọi bạn là gì? Trâu đó. Như Khánh Trâu Trâu. Đó. Trâu đó. Là anh con Trâu, lương Trâu, anh tưởng là kia là con Trâu, em nhân cách quá, em đi cài luôn đó. Ủa chứ sao, thì ra cái tên bạn là cái gì? Duy Khánh Zhou Zhou, không mà bỏ cho Zhou Zhou đi, Duy Khánh thôi. Duy Khánh Zhou Zhou hả? Dạ, chứ Châu Châu nghe nó con vật á, nhân cách quá. Nghe, không có hiểu. Bởi vì bình thường á, nghe mấy cái bạn mà tin tin hay gọi bạn á là dạ. Châu Châu. Nghe thấy điệu điệu, thành ra mình cứ tưởng kêu là con Châu. À, là nó dèo đi cài quá trời. Đây, bây giờ thì tất cả các bạn
hãy tiễn bạn Duy Khánh vào hội quán của chúng ta để bạn ấy có thể thỏa mãn ăn uống tất cả những cái gì mà bạn ấy thích. Dành cho bạn ấy một tràng pháo tay khích lệ đi nào. Chào mừng anh đến hội quán Siêu Lầm. Dạ, dạ, chào anh Phúc Vũ. Dạ, mời quý khách. Hân anh được phục vụ quý khách. Dạ. 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 Đây là giai đoạn đầu tiên. Tới hội quán phải phục vụ vệ sinh. Dạ, sau đó lau nhẹ. Không sao. Dạ, được dạ. Mà đẹp đẹp hơn rồi đó. Dạ, nó tinh tế quá. Dạ. Cái phục vụ nó tinh tế quá. Phục vụ như vậy. Dạ. Thuận lòng khách đến, vui lòng khách đi. Dạ. Dạ, thưa ông chủ. Giai đoạn vệ sinh đã xong. Sở dĩ mà chúng tôi phục vụ ân cần. Dạ. Và chu đáo. Dạ. Cho tất cả bệnh nhân ở tới đây. Dạ. Thì chúng tôi là người ở căng tin bệnh viện. Phục vụ cho họ. Bởi vì họ là ai? Nói. Dạ, bởi vì họ là người nhện. Họ là người nhện. Tầm mấy tầm ba. Họ là ai? Họ là người nhộng. Họ là người nhộng. Chứ họ là ai? Họ là người bệnh. Người bệnh. Nói lại. Họ là ai? Họ là người tiễn. Họ là người tiễn. Bỏ tài rồi. Cái gì vậy? Khổ quá. Đây. Dạ. Hôm nay muốn ăn gì? Dạ, Siêu Vũ ông Vũ. Dạ. Vô. Xin cứ nói ra đi. Hey. Hội quán Tiểu Lâm xin mời. Hey. Xin hey. Chào mừng anh đến đây. Hey. Hey. Dạy lại, dạy lại. Quá sung ông chủ. Quá sung chú. Trở lại, trở lại. Vị khách này vui quá. Vui tính nè. Đây. Dạ, mời anh. Dạ. Thoải mái, anh cứ thoải mái. Dạ, anh thoải mái lắm. Thoải mái thì châu châu à. Dạ. Thoải mái, thoải mái đi. Không dạ. Gì hết. Rồi giờ mình làm cái gì nữa? Bây giờ, dạ. Thực tên. À, ở đây chúng tôi phục vụ buổi sáng. Dạ. Còn có những món như là lẩu bò, lẩu dê, lẩu mực, dạ. Lẩu đầu dôi, cánh kiến chiên bơ. Trời ơi, trời. Anh muốn ăn món nào? Ăn món gì? Dạ, xương sáo, xương xăm, xương sao, học lụ, nước dừa, dầu chuối. Mấy cái món nó ăn cái mùa hè này nó mát cái người. Giờ cho ăn gì không chú? Được, nếu anh thích tôi sẽ chiều. Ha, đem tô hủ tiếu qua đây. Dạ. Vậy thôi, cho em thêm miếng sa tế nha, tại vì nó cay cay, ăn nó đã. Được, được hết, đã phục vụ xong hết rồi. Đây là hủ tiếu chay. Châu Châu à? À dạ. Ăn đi, ngon lắm. Nhưng mà có quy định ăn vậy là thực khách tới đây ăn là ăn cái tô hủ tiếu này trong vòng 30 giây thôi. Nếu mà ăn không hết tô hủ tiếu này trong 30 giây thì sẽ có chế độ săn sóc đặc biệt. Hiểu chứ hả bạn hả? À, là bây giờ mình bắt đầu mình đếm giờ chứ. Bắt đầu, thời gian bắt đầu ăn. 10, 9, 7, 5, 7, 8, 9, 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ, vô chế độ đặc biệt. Ông chủ. Ê, cái gì vậy? Từ từ, nuốt từ từ. Ngon. Còn không nữa. Chắc thôi. Hay quá, hay quá. Cũng thích ngon. Nó nhuyễn ra nhuyễn ngon. Rồi cái gì? Nói cái gì vậy? Nói gì cũng nghe hết. Cũng thích ngon, là thử ngon. À, nói hai mình là hai thằng trai, đẹp trai. Thử nước ngon. Nhai đi, nhai đi. Hài lòng về cái món này không? Ngon. Đó. Ngon. Bây giờ mình ăn sáng xong rồi, mình phải ăn tráng miệng chứ, đúng không? Có món tráng miệng luôn hả ông chủ? Cái gì vậy? Này nước. Ngon quá, đáng sắc mà mình ăn nó cũng ngon. Cảm á. Ủa, biết nước không? Ừ. Ờ. Ừ. Được, 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 không sao. Nước nãy ông chủ rửa chân đó mà. Cái gì vậy? Giỡn chơi, giỡn chơi. Mày giỡn cái vậy người ta sợ. Giỡn chơi, giỡn chơi. Đi. Món mình ướt xin bắt đầu. Đó, cái bánh nè, xong bị ướt. Rồi, ăn bánh ướt. Cái này kêu là bánh ướt. Và nước chai không ở nhà. Ăn đi, bánh này tốt lắm. Cảm yeah. Giác sao? Cảm giác sao? Ngon lắm đúng không? Cách này vui nè, cách này vui tính nè. Thôi, đi về đủ rồi ha. Là bây giờ tập thể dục cho nó mau tiêu ông chủ. Đúng rồi. Phụ con, lẹ lên. Bắt đầu. Mang nhẹ. Cái gì vậy? Cái gì vậy con chú? Con làm cái gì vậy? Ba. Cái gì? Bà gì? Bà tao cho nghỉ việc rồi. Bà nào? Bà đâu có đây đâu. Bà. Đây là bạn trai của con nè. Anh Nhiêu. Con là bạn trai của cô. Cái gì? Bà. Bà.
ra cậu là cái người mà con Linh nó hay thường nhắc với tôi đó hả? Bà không biết có nhắc nhiều không nữa, bác kể con nghe. Không sao. Nè em nói nè. Ừ. Trời ơi, tại sao anh nằm bệnh viện mà không nói cho em thăm? Hồi xưa hả em nằm bệnh viện hả? Anh yêu em dễ sợ luôn. Em kêu cái gì anh cũng làm hết á. Bây giờ anh nằm viện rồi cái anh kêu cái gì em cũng làm nữa hay sao? Không có. Anh rất là yêu em. Cái gì anh cũng làm cho em rồi đó. Anh hay hát nhạc Doraemon cho anh nghe anh nhớ không? Giờ em lại nhạc Doraemon cho anh nghe đi. Anh là Deki. Bạn trai của con. Khen gì? Tôi nghe con Linh nó khen cậu nhiều lắm. Dạ. Đẹp trai, thông minh. Dạ. Ngoài ra cậu còn biết nhảy hip hop gì đó đúng không? Đúng rồi, khen nhiều lắm. Đúng rồi, nó khen. Anh phải nhảy. Được. Anh nhảy đi. Đừng để vô chế độ săn sóc đặc biệt nữa. Rồi nhạc đi nè, biểu diễn đi nè. Có nhạc không? Vô nhạc. Có nhạc không? Rồi vô. Rồi thôi. Nghĩ đi con. Điểm lắm, khe đầu à. Đào, để cái này lên khe đầu rồi. Chỉnh mà giữ nha. Bị vô. Khe đi, khe đi. Xảy luôn nha. Bệnh thì đưa người ta đi vô khám bệnh chứ có đâu để cho người ta buồn, người ta đập đầu, người ta tự tử vậy trời. Nè, mới vừa đập đầu tự tử xong. Ờ đúng, chết cha. Dài dò quá vậy, đập đầu tự tử vậy. Chết rồi, cái mặt đỏ ké hà. Không được rồi, đưa lên giường nhanh lên. Đỏ ké đưa lên giường. Kiểu này chắc sắp đi rồi quá. Giận quá. Ông chết rồi. Dạ nó xỉu rồi. Có chết rồi. Ông 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 chết. Cái gì? Không làm gì được. Sao vậy bác? Không biết gì hô hấp nhân tạo. Không biết đâu. Dạ, để con. Mở mắt ra mới thấy hô hấp nhân tạo được. Đi ngồi dậy. Đi ngồi dậy. Anh hô hấp nhân tạo cho nha. Dạ. Ui. Mày không vô nhắc về hơi đâu. Để tao. Trời ơi. Trời ơi. Lửa hả? Được mà. À tỉnh rồi, tỉnh rồi. Không. Ông hô hấp hay là ông khạc nhổ? Tôi bị viêm xoang. Tôi phải làm cho thông cái cuốn họng tôi mới hô hấp được. À vậy hả? Con. Đố ba. Trời đúng như. Để bác. Đi à. Tâm chết nữa rồi kìa. Trời ơi. Không tới rồi. Mấy vậy? Không là tới nữa à. Các người đang làm gì ở đây? Phục vụ bệnh nhân. Cứu người. Các người đang phục vụ bệnh nhân. Dạ. Các người ăn bận như vậy có phải là y bác sĩ không? Nói chung là gia đình này thầu cái căng tin ở cái bệnh viện này. Thấy người thầu căng tin chứ không phải là nơi chữa bệnh. Tại sao để cho bệnh nhân ngồi ăn như vậy? Đâu có ăn đâu, đâu có ăn trên cái đây. Cái cung cách này ở đâu dạy? Trường y học có dạy không? Đâu có đi học đâu biết. Đứng qua bên này. Dạ. Yêu cầu anh nằm lại. Ông đó. Yêu cầu anh nằm lại xuống đây. Ông chủ vô đâu rồi? Xuống nhà, xuống nhà. Yêu cầu cậu ngồi lại trên chiếc xe lăn kia. Rồi, chết. Hồi nãy người ta làm con như thế nào? Dạ. Làm lại cho ba coi. Bác sĩ. Tôi thông báo cho anh biết nó là con ruột của tôi đó. Hả? Tôi đang làm bệnh viện ở bên kia. Nó muốn qua đây để nó thăm bạn gái của nó. Không ngờ thì đức các anh tốt thiệt. Hồi nãy người ta cho con ăn gì? Thì hồi nãy con cũng xin giới thiệu luôn, đây là món bún chay. Người ta cho con ăn như thế nào? Con cho người ta ăn lại để ba coi cùng cách. Dạ. Để ba về ba còn phục vụ được. Phục vụ mà. Hồi nãy tôi thấy cậu đút cho con tôi vậy nè. Ăn đây. Hết vô đây. Chưa hết còn bánh ướt nữa mà. Con à, cầm cái này cho ba. Ôi, ác lai thì ác báo rồi, chuyện bình thường. Nuốt hết, hồi nãy con tôi không ngã miếng nào. Hai cái rồi. Ôi, nó sợ dễ sợ luôn.
Phiên bản cũ làm bình thường, phiên bản thứ hai có quyền làm lố. Nhai hết nha, nuốt nha. Rồi xong, tới ông, leo lên đi, ông không trốn được đâu. À còn cái vụ xịt nước nữa con. Xịt nhiều lắm, xịt mà muốn xịt đi con, xịt đi luôn. Thì cái này mắc kiến có trồng, này mắc kiến có trồng rồi. Vậy mà xịt nghiêng nghiêng. Chết chết chết, không được, lao liền, lao liền, lao liền. Mời ông anh. Dạ bỏ cái gối lên. Tôi không biết giới tính của ông anh như thế nào. Thế ông anh đè, ông hình hô hấp nhân tạo cho con tôi. Làm lại y chang như hồi nãy. Nghe nó đè con tôi sao y chang vậy tôi coi. Bởi vì học y khoa mỗi người học một trường khác nhau, mỗi người học một ngành khác nhau, nên cách chăm sóc bệnh nhân cũng khác nhau. Tôi thấy bệnh viện này lạ lạ cho nên tôi mời, mời cậu làm. Hồi nãy anh ước á. Cứu, cứu, cứu. Con bác sĩ tới, bác sĩ tới. Ủa ai bác sĩ cái gì vậy? Trời ơi các người làm loạn hết rồi. Tại sao dám trốn phòng bệnh hả? Tại sao đến đây uống thuốc chưa, uống thuốc chưa? Đây uống thuốc liền cho tôi. Uống thuốc liền cho tôi. Uống rồi, uống liền cho tôi. Trời ơi, trời ơi. Ông này tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta. Đây là bác sĩ mà. Ờ có tôi ở chung phòng với anh này. Không có được quậy phá nữa. Tất cả mọi người uống thuốc và về phòng. Hết giờ không được. Đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Gia đình chúng ta đến đây, mời, mời. Mời bác sĩ Dõm, bệnh nhân Dõm đến đây. Như vậy là chúng ta vừa chứng kiến một câu chuyện vui. Thì ra là canh chàng này là bệnh nhân tâm thần đã đến cái quán ăn này. Rồi sau đó ông này cũng giả là bác sĩ tới đây luôn. Khánh ơi, sau khi mà bạn bước vào cái hội quán Tứ Lâm, đặc biệt là trong cái quán ăn này, thì bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Dạ. No bụng chưa? Em sẽ không bao giờ ăn bánh nước và hủ tiếu nữa. Nhưng mà sau đó anh Hoài Linh nó đến đây giải cứu cho bạn. Anh Linh công nhận nha, anh đưa ra những cái chiêu cũng độc đáo ghê luôn vậy đó. Dạ. Rồi ta kêu là gì đó, gieo nhân nào gặt quả đó, phải không anh? Ừ. Một tràng pháo tay thật to cho các nghệ sĩ của chúng ta thưa các bạn. Xin cảm ơn vị thực khách đã đến với quán ăn Hội quán Tứ Lâm vào buổi sáng hôm nay. Mặc dù những cái món ăn mà bạn được phục vụ trong buổi sáng này có thể làm bạn đầy hơi không tiêu suốt cả tuần. Nhưng mà cảm ơn bạn đã đến cũng như là mang đến cho tất cả quý vị khán giả thật nhiều niềm vui. Một lần nữa xin cảm ơn Duy Khánh Châu Châu và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin mời. Đây, còn bây giờ gia đình chúng ta ha. Mình đang ở căng tin của bệnh viện đúng không? Nhưng mà ở trong bệnh viện á, rất nhiều người ngại. Người ta sợ vô bệnh viện, người ta sợ ăn những món ăn của bệnh viện nữa. Thành ra thôi bây giờ mình hãy trang trí lại cái quán của mình để thành một cái quán ăn nào đó nó gần gũi hơn với mọi người. Để chuẩn bị tiếp đón vị thực khách buổi trưa. Vô trong đó tình huống như thế nào, xử lý thế nào mà nãy giờ hỏi hoài không ai chịu trả lời hết đó. Không biết là vô là hội quán Tiếu Lâm có bây giờ vô chuẩn cho mình ăn thịt chuột không? Đây, thịt chuột ăn không có được nha. Mà ăn không được thì mình phải làm sao? Thôi thì mang một chút hồi hộp, lo âu, hoang mang, sợ sệt, thích thú để bước chân vào hội quán Tiếu Lâm. Mở cửa coi. Quán mà đóng cửa vậy? Giống quán tù quá vậy. Mở cửa coi. Chị Cúc Hoa. Chị Cúc Hoa. Chị Cúc Hoa. Em kêu chị á. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi Cúc Hoa không? Cúc Hoa nó hiền lành quá mà. Cậu nghe giọng tôi không? Mở cửa coi. Tôi là Tào Thị. Không phải, chị là Cúc Hoa. Tôi là Tào Thị. Trời ơi, Tào Thị khác chị ơi, em biết chắc chắn chị là Cúc Hoa. Thôi mệt quá, rồi, rồi. Tôi họ Tào, tên là Cúc Hoa vậy đi. Vậy là hai trong một gom vô chung luôn đó hả chị? Tào Thị Cúc Hoa. Chị ơi, chị Cúc Hoa nó hiền lắm chị ơi. Không có phải mà giữ như chị đâu, vừa thấy chị chửi xả vô quán người ta vậy đó. Giờ muốn hiền phải không? Ừ. 30 giây. Mở cửa ca. Chị hay quá chị ơi, hiền dữ gì chị làm cũng được hết á hả?
Giờ vậy nè, chị có thể làm lúc hai cái luôn được không? Hai trạng thái đó luôn cho người ta sợ chơi. Được. Hiền nè. Mở cửa con. Giữ nè. Mở cửa con. Hiền nè. Mở cửa. Hiền hơn nữa. Hiền mà đau khổ luôn. Mở cửa giùm em đi. Hiền nữa được không? Khóc lóc luôn á. Mở cửa giùm em đi, em lại mà mở. Giữ, giữ, giữ. Ba nữa giùm tao ba. Tin được chị ơi, em tin chị đó. Bây giờ chị là vừa Tào Thị Dư là Cúc Hoa luôn đó không chị? Nhưng mà em vẫn thích chị là Cúc Hoa hơn nha. Ủa mà chị đến đây làm chi vậy? Chị nghe nói là cái quán này nè bán quán, cho nên chị tới chị mua quán. Ủa kì. Cái quán này người ta bán đồ ăn, sao chị vô chị mua quán người ta? Ai mà biết đâu, nghe đồn là quán này là bán đồ ăn, nhưng mà chuẩn bị bán quán, chị tới đây chị mua quán. Vậy thì em xin mời chị quay mặt lại. Đó. Rồi, bây giờ chị sẽ kêu người ta mở cửa với chị, mà chị kêu nhẹ nhàng thôi người ta mới mở. Nhẹ nhàng mà nó không mở là phải dùng vũ lực đó. Dạ. Mở cửa đi. Trời ơi, mở lẹ đi, bà phá quán bây giờ. Mở cửa. Mời chị. Dạ. Trời ơi, tướng tôi sang quá, ngồi quán tre sao trời. Không có ghế giữa hả cưng? Trời ơi, không phải khách. Thị. Ôi, thị nãy giờ đi tìm Thị nè. Định đi qua tìm Thị. Ê, em tìm Thị làm gì? Nè, em tìm Thị có chuyện gì không? Ủa, sao tự nhiên hôm nay tóc dựng lên rồi cái nói là xưng là em vậy? Bạn bè với nhau mà tự nhiên xưng em. Bây giờ tao nói mày nghe vậy nè. Là tại vì bữa nay là tao đi vay tiền góp. Tao đi đòi tiền góp, cho nên tao phải dựng tóc vậy đó, mà phải sang trọng vậy đó. Trời chứ tao nhớ ơi. Mày mà. Rồi, ngồi đây nha. Nha, ngồi đây. Biết đầu là đầu câu chuyện, nên hả? Để ăn trầu, phải chịu. Hầu đâu? À, cô chủ kêu con. Mang trầu ra cho cô đi con. Đi. Thị tới rồi con. Chị, em có coi chuyện, em biết chị luôn á, chị nổi tiếng lắm nè. Phải không? Em coi chuyện biết chị á, chị là chị Tào Lao á. Chị là Tào Thị Cúc Hoa. À, Tào Lao Cúc Cu. À, Tào Thị Cúc Hoa. Biết phải chị lắm luôn. Phải không? Dạ, dạ, không nhanh chủ. Nhanh đi con. Con mà Tào Lao là cô đuổi con luôn đó. Thôi mày đừng nhìn nó. Dạ. Chị mời chị Tào Lao Cúc Cu ăn trầu. Dạ, món này món ha, quán phải. Cái quy lực đầu tiên không, quán này là vô quán ăn này trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ăn xã giao thôi dạ, chị. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng dạ. Rồi. Ăn này. Là mình ăn xã giao. Trầu hả? Cái gì căng quá vậy? Cái này là chị đang vui hay đang buồn? Chị đang buồn. Ăn gì chị? Ngại hết luôn, ngại hết luôn. Ủa mày khùng hả? Ta ăn xã giao để tôi ngại hết. Ăn thử cho biết với người ta. Ăn xả ra nè. Nhai. Rồi thôi được rồi, thời gian trời rồi. Trời ơi có luôn đây nè, cái này chùi miệng nè. Thằng sóc cho chị Tào Lao Cúc Cu tới nơi luôn. Tào Thị Cúc qua má. À. Đó, thấy trời chưa? Cũng sành ăn quá chứ ta. Trời ơi, Thị mà. Chị nhớ không? Nói là cái hoa hậu ao làng gì đó. Ừ. Thị nói là hôm nay qua bên đây nè. Để nói cho tôi biết là Thị đã chuẩn bị tới đâu đó Thiên Hoa Hậu Ao Làng. Chị thi luôn hả? Chị dám thi luôn hả? Ôi trời, nghĩ sao vậy? Trời sao chị gan quá vậy? Cuộc đời của chị không phải gì mà chị không dám hết á. Chị em nghe nói bây giờ mod bây giờ mà cười ra ban giám khảo thích liền. Mà bây giờ mod bây giờ là cái mod là bây giờ răng đen. Bởi vậy em chỉ em cái này khuyến mãi chị luôn nè. Cái gì vậy? Em làm chị răng đen để mà ban giám khảo nhìn chị là ban giám khảo phái liền. Đúng rồi, chị tại răng tôi trắng quá nên không có đậu hoa hậu, không có thi hoa hậu. Mà chị phải chị làm răng đen, mô đen, mô đen. Chị cứ nghe ngay, em làm đó. Biết, đang ăn trầu bây giờ nhả xuống làm răng đen. Dạ. Đẹp quá rồi, bây giờ nụ cười của chị là quyến rũ ban giám khảo rồi đó. Đâu cười cái mọi người coi coi. Chứ nghe nói á là Thị nổi tiếng nhất làng này á. Ủa nó không
quai thao, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thao. Chị muốn quai thao. Chuẩn bị nón quai thao ra đây cho thầy múa. Chị vậy luôn. Trời ơi, cái bộ môn múa mai này em hay lắm. Hồi xưa thì còn biết múa, bây giờ già xương nó cứng rồi. Được, em sẽ chỉ chị. Múa đi thầy. Được hết mà, tới hội quán rồi, được hết. Biết cái gì đâu mà múa. Thì đó đi múa. Con, mở nhẹ. Quai thao đi. Năng khiếu nè. Trời ơi. Bữa nay tàu lao múa quai thao kìa. Thấy chị con đẹp chưa? Rồi múa với cái thao đi, múa với cái quai thao đi. Trời ơi, trời ơi, hay quá vậy. Chân đứng còn được, vẫn còn được. Hay quá. Cười đâu. Cười lên đi thầy. Thấy hoa hậu là phải cười. Chung kết rồi mà không phải là tài năng không thôi, còn phải có sự ứng xử nữa. Chị ra đây ngồi, em làm ban giám khảo cho. Trời ơi là trời, đâu lấy ghế này đi không nhỉ cô. Rồi cô ngồi kế bên. Giờ là con là ban giám khảo nè, đố chị Tàu Thị nè. Bây giờ người đàn ông mà yêu thương vợ con là trong bóp, lúc nào cũng có hình vợ con, đúng hay sai? Sai. Ai trả lời sai? Sai hết rồi. Chắc chồng tao gì vậy? Hả? Bà ba. Tại sao sai? Ông nói tại sao sai? Người đàn ông tốt làm gì trong người của cái bóp? Bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu tiền làm gì vợ hết rồi còn cái bóp làm cái gì? Người đàn ông ra đường không chạy bóp luôn hả? Sao? Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ. Ba của mình đó thị. Ông chủ. Trời sao vậy? Rất đẹp mà. Mày giả là anh chứ em. Trời ơi. Sao tới đây làm cái gì? Tới mù quáng. Mấy cái gì? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không có được tới đây. Sao vậy? Vợ anh biết là chết. Ủa ba chết ra cái gì bạn con mà ba đang làm cái gì vậy ba? Thị là bạn của con. Tụi em là bạn nhau mà anh. Hả? Không. Thì là bạn của con. Ừ? Nhưng mà ba cũng quen Thị vậy. Không quen nào, con không biết. Không gì lại kìa, lại chú biểu kìa Thị. Lại chú biểu gì kìa? Anh chị người lớn mà, không biết gì đâu. Sự răng cỏ em sao vậy? Trời ơi, con dám làm gì à? Nó nói nó vừa nó biểu em qua vượt thử thách mà em làm láng hết rồi. Vậy à? Dạ. Được rồi. Sao anh? Nè. Hả? Thôi giờ về đi. Vợ anh thấy là chết. Dễ vậy? Không tự nhiên biểu em về, em mà về là tự nhiên ngờ đó. Thôi đi về đi. Không, em mới về. Ủa ông chủ? Thầy. Về. Thầy. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy thầy? Trời ơi, đi qua đi. Mặt bạch thi hoa hậu. Thôi. Cái gì vậy? Hết chối nghe chưa? Tôi có làm gì đâu. Tôi nghe người ta nói nhiều lắm rồi. Bữa nay tôi mới bắt tận tay. Tôi dai tận mặt. Trời ơi, ăn cho cố vô được cái mặt mỡ không? Tôi tụ tay biết không? Trời ơi, ông. Cái gì vậy thầy? Thầy là bạn của tôi không dính nữa nè, thấy không? Ông mới ăn heo quay phải không? Ôi trời nè. Bà chủ, là sao bà chủ? Mày im. Thì là gì? Mày im. Chị bắn con mắt của chị ra. Bắn con mắt của chị ra. Chị hả cái miệng của chị ra. Vừa bắn vừa hả ra. Rồi chị coi tôi với chị ai đẹp hơn. Trời ơi, nhan sắc đó làm sao mà bằng cái nhan sắc này mà bây giờ ông đi ngoại tình. Ông nói cho tôi nghe coi tại sao chị... hai người gian díu với nhau từ hồi nào? Chị, em phải công nhận với chị đẹp hơn em. Đẹp là thứ nhất, chị trẻ thứ nhì, chị đẹp em. Nhưng mà điều em đọc. Ôi chỗ ác lắm á. Đọc ác. Im mày. Trời ơi, bây giờ là cuối cùng là sao? Là anh, cuối cùng anh là... Anh biết là em đẹp, em trẻ hơn. Nhưng mà Thị đây á, hiền hơn em nhiều lắm. Em như con sư tử Hà Đông. Còn Thị đây là cô bé mùa đông. Trời, cái gì? Cô bé mùa đông tên gì? Em tên Hoa, Tào Thị Cúc Hoa. Hoa. Tào Thị Cúc Hoa, hồi nãy ông kêu bạn gì kêu bằng Thị hả? Thị. Đó, nội cái tên thôi là cũng thấy thua người ta rồi. Cái tên của bà chỉ là cái chữ lót của tôi thôi, đúng không? Bà là Tào Thị, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi. Cái tên của bà là đã là chứ cái chữ lót của tôi mà vòng vàng đeo trên người cũng bằng tôi nữa. Dạ xin lỗi chị, em đeo hộp xoàn. Hộp đó bằng cái hộp này không? Quá hộp gì? Bà chủ hộp nhiều bằng hơn không?
thơ. Trời ơi, bà chú, mấy bữa nay tôi nói thiệt nha, tôi mà không cạo đầu bôi voi bà là tôi... Ôi em, bình tĩnh đi em ơi, không còn gặp bạn đâu, đi. Tạm tạm, má bạn dữ quá. Sao bạn tạm tạm? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Các người làm gì mà ồn ào ra thôn xóm như vậy? Ta nghe lính trang nó báo rằng ở tại cái quán này xảy ra một trận ghen tuông. Dạ đâu có. Nguyên nhân đó do đâu? Xe cái quạt ra cho ta coi. Ở đây ai là quan? Dạ, thương ngài là quan. Ta là quan, ta xài quạt giấy, trong khi đó ngươi là dân mà xài quạt vải. Dạ. Tao không có một miếng vàng, trong khi đó mày vàng đeo đỏ người. Buôn bán có phần gian lận chăng? Tào lao, ủa Tào thì bước qua đây. Chuyện gì nói ta nghe. Gia đình làm gì mà tập trung vào thị? Một, hai, ba, ba đứa đó ăn hiếp mình em. Ba người này dám ăn hiếp thị. Bình thường các người ăn gì? Cơm, ăn cơm, ăn cháo. Ăn cơm, ăn cháo chứ phải ăn gan trời đâu mà dám đối địch với con quỷ này. Trời ơi, trời ơi, nó là quỷ đó chứ không phải người phàm đâu. Ơi, thì gá à? Quan ơi quan, hèn gì dụ dỗ chồng con đó quan. Nó dụ dỗ chồng ngươi. Dạ. Ngươi có muốn giữ lại chồng ngươi không? Dạ muốn quan ơi. Tại sao không biết đổi gu ăn mỡ hoài, không thích ăn xương đi? Trời ơi, trời ơi, quan làm em khó nghĩ quá quan ơi. Cái em đổi gu quá quan. Đổi gu qua đi, ăn xương cho nó có canxi. Mà thôi bỏ đi nha. Trời ơi, chồng của tôi đầu óc tay gói bao nhiêu năm trời rồi, nghĩ sao giờ kêu tôi đổi tôi ăn xương vậy? Mở cho nó chưa mập. Bao giờ thấy chồng nào ngu như mày. Ăn rồi có cái tay không mà để cho nó gói, mai mốt máu nó lưu thông không được, nó liệt rồi lúc đó mới hối hận ha. Nói cho các người biết, quán xá này ta niêm phong lại hết. Ta quyết định rồi. Quyết định sao ạ? Ta sẽ trưng dụng miếng đất này. Làm gì? Mở quán khác. Ủa là sao? Ủa gì? Ủa gì kỳ vậy? Ai làm chủ? Quán là sao? Tao làm chủ. Tại sao kỳ vậy? Quán mà, muốn làm gì làm chứ. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, quan là quan, quan làm chủ, quan muốn làm gì làm phải không quan? Dạ, giờ thôi bây giờ xin mời quan đứng xuống đây để cho em phân tách được không ạ? Dạ rồi thôi giờ dậy đi ha. Ai đây? Ai vậy? Bạn của Tào Thị Cúc Hoa. Dạ, cái gì? Tào Thị Cúc Hoa. Bạn của em. Bữa nay đón nhiều người lạ lùng quá vậy. Tào Thị Cúc Hoa bữa nay tới đây là chủ yếu là muốn mua lại cái quán thôi, không có ngờ là gặp lại tình xưa nghĩa cũ, nối dây tơ duyên với công này. Thôi giờ xin đừng có hiểu lầm nữa nghe. Tào Thị Cúc Hoa, giờ theo tôi đi qua chỗ khác tôi chỉ cho miếng đất đẹp hơn mà mua. Ủa vậy là ông làm cái gì vậy? Ông muốn cái gì? Quan làm cái gì vậy? Dạ rồi, đây. Chỉ là quan muốn làm gì làm hả? Mời quan, dạ mời quan, mời Tào Thị Cúc qua. Thôi giờ hai người á nắm tay nhau đi tìm cái chỗ khác mà mua, để lại cái chỗ này cho người ta tiếp một bộ buôn bán. Dạ, quan vừa không có gỡ rối được mà nó rối bùng binh hơn nữa. Dạ thưa quan, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa mới thưởng thức một cái tiết mục mà trong đó Tào Thị Cúc qua đến đây mà có những cái sự hiểu lầm xảy ra, cuối cùng thì bây giờ Tào Thị Cúc qua phải trắng tay đi về. Dầu sao cũng nên dành cho cô ấy một tràng vỗ tay thiệt là nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn sự có mặt của Tào Thị Cúc qua, Phương Dung và ông Quang không giải quyết được chuyện gì hết, hoài lên. Không phải là không giải quyết được, ta chỉ trưng dụng như vậy á để cho Tào Thị đi chỗ khác, rồi sau đó ta cứu cái chủ quán này. Chứ không phải là không có cơ ấy, cái đó là ý của ta. Trời, cái thâm ý quan sâu quá, tìm hiểu không có được luôn. Sâu lắm, Tào biết mới tìm ra. Thưa quý vị, đó chính là phần trình diễn của Phương Dung và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, xin mời anh chị. Cái bà Tào Thị mới vô bà làm da can mình rối ren quá. Thấy ghê quá. Không, nhưng mà bà mới ghê hơn đó. Bà vô bà dữ quá luôn đó. Khách đến quán mình giờ thôi không có được gì thì mình cũng từ từ mình tiếp đón cho ta, làm dữ quá không có được. Về nhà đóng cửa nói nha. Đóng cửa nói cái gì? Trời ơi, đợi về nhà đóng cửa nói công hốt bả luôn hả? Má dữ quá phải không nha.
Thôi giờ vậy đi, mình vẫn còn buổi chiều tối nữa, vẫn còn một vị khách nữa đến với quán của mình. Bây giờ mình phải sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp cái quán này, hiền lành nở nụ cười để chào đón vị khách đến buổi chiều tối. Đúng rồi, chuẩn bị. Vì đâu nụ hôn biển sâu ngọt ngào như chưa bắt đầu, anh vẫn cứ giấu cơn đau vô hình biết đến bao lâu. Gió sẽ bay xa mà sớm mai như em không quay trở lại, có chắc em không còn chút yêu thương nào với anh. Chỉ là những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không phải là nhớ em. Chỉ là không xin ai được đâu, vẫn như phút ban đầu, chỉ là ký ức đó sẽ mãi mãi là những ký ức riêng anh. Những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không phải là nhớ em. Chỉ là chút hơi ấm không xin ai được đâu, vẫn như phút ban đầu, chỉ là ký ức đó sẽ mãi mãi là những ký ức riêng anh. Những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu chỉ là những là nhớ em. Chỉ là chút hơi ấm không xin ai được đâu, vẫn như phút ban đầu, chỉ là ký ức đó sẽ mãi mãi là những ký ức riêng là cả đêm qua đã mất ngủ không thể ngủ nổi vì không biết được rằng là chuyện gì sẽ xảy ra trong cái hội quán Tiểu Lâm này. Cái điều mà làm cho Tân như vậy lo lắng nhất là không biết một lát nữa mình có được ăn cái gì không, vì thực sự đang rất là đói, nhưng mà như vào đây không phải chỉ để ăn. Đến đây, đến đây. Sao bây giờ ngươi có cảm giác lạnh mình chưa? Có cảm giác nổi da gà, có cảm giác dựng ngược tóc gáy lên chưa? Chưa. Lần đầu tiên tôi thấy một cái vong hồn xuống tới đây mà bình tĩnh đến như vậy. Giờ nhìn đi, quan sát thật kỹ dung nhan ta đi. Nó phải khoe với người dưới đây, ta là coi được nhất đó. Dưới đây ta được mệnh danh là bông hoa đẹp đó. Một lát nữa ngươi gặp mấy nhân vật kia còn dễ sợ ta gấp nhiều lần. Ráng mà giữ bình tĩnh nghe chưa. Nào, bây giờ mời ngươi hãy đến với quán ăn Âm Phủ. Wow! Wow! Mở thôi. Chào mừng tới quán ăn Âm Phủ. Con quỷ. Ai da? Con quỷ. Ai da? Trời đất ơi, mở cửa ra thì làm ơn nói giùm tôi tiếng, làm đứng múa xuống nái muốn gãy sống lưng luôn hà. Mời tới quán ăn Âm Phủ bà. Nè, dắt cái vong xuống rồi đó, liệu mà tiếp đón nó cẩn thận nghe chưa? Cái gì vậy? Bảo trọng. Ta đi trước. Đi vô đây, đi vô đây với ta, hàng đầu trắng. Thấy quán ăn Âm Phủ thấy sao? Cũng ok. Biết sao xuống đây không? Nãy giờ em hỏi mà không ai trả lời là vì sao em xuống đây cả. Bị chết rồi mới xuống đây chứ. Chứ khơi khơi sao xuống được, thích chết không? Em không. Ông thích chết đúng không? Đó. Muốn lên trên trời, lên trên trần gian này đúng không? Đúng á. Ai cho chết rồi muốn làm cái điều đó là phải qua một thử thách rất đặc biệt của bà Diêm Hậu. Biết bà Diêm Hậu không? Bà Diêm Hậu á. Bà Diêm Hậu đấy hả?
bà viêm họng á, bị viêm họng á, bữa nay bà buồn. À bà đâu rồi ta, mới nãy bà ngồi ngồi lên mà đâu rồi? Bà viêm họng ta đó. Chào bà đi. Ta đứng lại rồi, trời ơi nhạc hoài vậy, muốn đi nữa hả? Cái thằng này mày gặp ai mày vuốt vuốt tóc hoài hả mày? Ai đây? Em phát hiện ra một điều nha. Cái gì? Là ở dưới này không có dầu gội đầu. Tại sao? Em nhìn tóc anh này với tóc chị này gớm như nhau luôn. Ai mày kêu sao mà cái gì mày? Hồn hồn lao. Diêm hậu. Ông đứng lại, lại diêm hậu mày muốn chết gặp hả mày? Ta tại sao không hành lễ? Thật sự đó là Diêm Phủ sao? Nhìn cái mặt thằng đó coi giống quỷ hơn mà kêu không phải Diêm Phủ. Mày không sợ luôn hả? Không, bình thường. Trời ơi trời. Bây giờ ta yêu mày... cầu nhà ngươi phải hành lễ trước mặt ta. Ma quỳ xuống. Không. Quỳ nhưng không được quỳ bằng đầu gối. Đừng có tưởng bắt ép ta mà dễ, nghe chưa? Nghe ta nói đây này. Nếu mà ta chết rồi thì ta cũng là một con ma đúng không? Nhưng ta không phải là ma thường đâu. Biết ta là ma gì không? Ma biến thái hả? Sụi cái muốn xỉu luôn vậy đó. Cái gì quá vậy cha? Ta là ma 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 ma. Má mì á hả? Ma 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 mì. Cái cha này mày khó quá. Ta là ma ca sĩ. Ma ca sĩ luôn hả? Ma ca sĩ là biết hát phải không? Chắc chắn là biết hát. Mà các người có biết vì sao ta chết không? Ê xô quá chết. Các người có nhớ một trường hợp vừa ăn vừa hát rất nổi tiếng ở trên mạng không? Ai nữa? Chính là ta đây, ta vừa ăn vừa hát đây. Hai người vậy? Trời chết hả? Đâu biểu diễn đi. Biểu diễn. Nhưng biết vì sao ta chết không? Không phải do ta vừa ăn vừa hát mà chết. Mà vì sao nữa? Mà vì sau này ta không vừa ăn vừa hát nữa, khán giả chọi đá ta chết. Trời ơi. Bây giờ ta nói cho ngươi nghe, ngươi vô đây mà ngươi không cho ai nói hết, một mình ngươi nói hả? Ta hết rồi, giờ các ngươi nói đi. Hôm nay ta đang rất buồn. Muốn. Bây giờ ngươi làm cái gì cho ta vui vui coi. Trời, mà bà lúc nào bà không buồn? Ở dưới đây á, âm trì địa phủ, ngày nào ta cũng thấy Diêm Vương gia của ta xử bao nhiêu quan hồn, làm sao mà ta vui được. Hồi đó ta lấy ổng ta cũng tươi trẻ lắm chứ. Mà lấy riết cái mặt nó vậy nè. Vậy là tươi dữ lắm rồi đó. Rồi nhưng thôi mà theo em nghĩ như nào thì nghĩ anh chị nên đi gội đầu đi. Có cái hồn ma ca sĩ xuống đây là vui rồi. Nè hồi nãy nghe quảng cáo gì vừa ăn vừa hát gì đúng không? Biểu diễn liền chứ. Vừa ăn vừa hát rồi biểu diễn. Cái con này là cái con gì? Con đấy là con dế đấy. Ai lại ăn cái con này bao giờ không? Ăn đi, món đặc sản mà. Thâu cho ăn bây giờ. Đây, để cho, cầm cho, vừa ăn vừa hát nha. Để một cái tiết mục cho Diêm Hậu của ta vui nè. Hồi nãy quảng cáo vừa ăn vừa hát hay mà, rồi ăn thử đi. Ăn rồi có được lên trần gian không? Ăn được sẽ đầu thai. Ồ, ok. Đơn giản mà. Sao cứ gấp lên để xuống hoài vậy? Sao kỳ vậy? Hồi nãy vô sung gan lắm mà. Đầu hôi quá. Đi ra ngoài đi, người ta tự ăn đi, kiếp đầu thì mà đây, hôi. Đây, cầm ngang rồi, đây. Dưới này không có tivi, quảng cáo chắc nó thích cái mặt của tôi hơn, tránh ra đi. Em lại chị cũng đi luôn ra ngoài. Rồi giờ ăn giờ hát đi. Bắt đầu. Hát đi, hát đi, hát đi. Nếu bây giờ chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ em cũng không xuống đây đâu. Ngày nào cũng ăn nó đừng đưa đây. Ơi giờ được chọn lựa điều em ước mơ. Ăn cái con kia kìa. Thì em cái con này kìa là em như là em một góc chết. Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Thì ăn hết hay sao? Nó ăn hết gì luôn. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết xong rồi em hết bài nữa rồi. Diêm Hậu, tôi chưa có thấy vui. Diêm Hậu chưa thấy vui hả? Chưa được đầu thai luôn. Vẫn còn thử thách nữa rồi. Nè, có nước không? Giờ vừa uống nước vừa hát nè. Vừa uống nước vừa hát giọng cổ nghe chơi coi. Coi. Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Ngậm một họng nước rồi hát chứ không phải nuốt vô rồi hát. Nuốt vô rồi hát ai mà làm không được. Là từ phú tương. Có một câu vậy trời. Bảo kiếm
Hát bông lên đàn. Thấy vui vui chưa? Thấy vui vui chưa Diêm Hậu? Vui thấy vui tại không thấy nước cầu phục ra. Lúa cơm tiên nhạc. Thấy vui chưa Diêm Hậu? Thấy vui vui chưa? Năm vui, vui thấy vui mà thấy mệt rồi nè. Rồi thôi được rồi, rồi xong xong vui, xong vui, thử vui, thách vui, này vui, qua vui. Ta còn một thử thách khác cho nhà ngươi. Nếu như nhà ngươi làm được thử thách này, ta hứa ta sẽ xin với Diêm Vương gia cho nhà ngươi quay trở lại trần gian. Đó là? Đó là nhà ngươi phải quay đầu 10 cái. Bây giờ lấy đồng xu ra thảy lên trời xong rồi quay 10 cái làm sao mà bắt được cái đồng xu đó là thôi. Quay. Ây. Bây giờ muốn lên chợ nở không? Con lạy mẹ. Mẹ thảy cái đồng xu đó mẹ chưa quay được một cái nữa đã rớt xuống không, rồi. Mà ở, ở địa ở đây dễ, ở đây ở lần này dễ hơn, ở đây không có đồng xu, có trái mít, quay 10 vòng xong chụp trái mít nha. Từ từ đã em một tí đã, em biến hình đã. Một khi mẹ nó biến hình xong là nó kinh hoàng, nó ghê gớm lắm nghe chưa. Đấy, em khoảng... để màn này lúc gặp Diêm Vương nhưng mà đợi hoài em thấy ông đâu thôi em làm luôn. Mười vòng, quay mười vòng, 1, 2, 3, 4, 5. Tắt đồn mà ơi. Rồi chụp cái mít nè. Vô. Sai. Tôi làm gì? Quay con 6 vòng mà nó như là qua thử thách này đi, biến hình hay quá. Bỏ đi. Biến hình hay quá. Rồi đúng không? Thôi thôi mệt quá. Ông chống hết cả mặt. Tôi cũng biết ông đi massage mắt sùng gì ở đâu tới giờ này em chưa về nữa. Giờ là Diêm Hậu cho lên trời cho lên viên viên dần chưa? Tôi phải có mặt ổng ở đây tôi mới xin ổng được chứ. Diêm Vương ăn đường. Diêm ăn đường rồi. Diêm Vương. Chuyện gì? Chuyện gì mà ở đây ồn ào vậy? Hả? Dạ thưa mình, có một quan hồn nó nói là nó chết quan nó đi xuống đây và nó không có muốn ở đây, nó muốn ở trển vui hơn, ở đây nó nhìn cái mặt em nó không có vui. Quan hồn nào mà to gan gì vậy? Nó đó đó anh ạ. Lần này à, cái này thần ý không phải là quan hồn, nó là thuộc dạng cô rồi. Cô hồn à. Dạ. Nghe nói cái dòng này ở trên trần gian làm nhiều chuyện ác lắm. Trời đất ơi, vậy sao không giải qua Diêm phủ cho ta xử? Rồi thì thôi bây đi giờ đi. Đó duyên số gặp nhau rồi, Diêm Vương xử đi. Ổng kêu đi, đi đi. Đi đâu đi? Mà đi qua phòng bên kia kìa. Từ đầu tới ba người ra đây em thấy có mình anh là gội đầu. Gội đầu gì? Tức là nhìn không bị tóc tai bù xù, nhìn anh chị kia thấy không ghê. Không phải đâu mà. Tóc ổng rụng hết trơn rồi chứ không phải. Mà im đi. Ai hỏi mà nói. Chẳng giấu gì Diêm Vương, hồi nãy á thiếp có nói hứa với cái quan hồn này á là thiếp sẽ xin với Diêm Vương cho quan hồn này trở lên lại trần gian với điều kiện là quan hồn này phải vượt qua được những cái thử thách. Được nhưng không? Mà không có vượt qua được, kêu quay 10 vòng mà quay có 6 vòng hà. Có vượt qua được không? Không được. Như vậy thì không thể nào được. Đúng rồi. Từ em nói cho chị nghe này, lúc mà em còn sống ấy, em ở trên trần gian em đọc rất là nhiều sách. Có một câu nói ghi to tướng ở trên bìa sách như thế này này. Câu gì? Nếu như ở trên đời gặp nhau mà không nói được câu nào tử tế thì tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Cái gì? Nãy giờ khen nhau không mà tử tế là thế sao? Triết lý gì sách nào dạy vậy trời? Là sao? Mà em nói anh nghe sự thật là em ra đây em đã biến hình rồi, em làm đủ trò rồi mà bà không có vui. Em nghĩ là chắc bà này bị tự kỷ giai đoạn cuối hay bị sao á. Trời ơi, dám chửi Diêm Hậu luôn hả? Dám nói vậy luôn hả? Nó không có làm cho tiếp vui. Em nói là em không làm chị vui là không ai làm chị vui được thôi. Nhìn cái mặt chị là người ta không có muốn vui rồi. Đầu thì không có gội. Nếu là muốn vui, ta có một người làm cho nàng vui. Cái Diêm phủ kỳ cục không đây là đồng. Con gái nuôi của ta đó. Diêm phủ ơi, Diêm phủ hôm nay con vui quá, con có bạn rồi. Con có bạn rồi. Trời ơi, con có bạn rồi. Vui rồi, vui rồi, vui rồi. Giúp con giải mặt đi Diêm phủ ơi. Diêm phủ ơi. Không, không, không. Lại. Trời ơi, nhốt nó lại đi rồi. Ráng làm cho vui đi. Đây, 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 đây. Đây, nó thích con mèo. Con mèo, cái mặt
Con này con mèo mới dám thương. Thích con gì? Dạ con thích con mèo mà cũng thích con heo luôn. Nhiều heo à? Được, để ta. Ôi dễ thương quá, dễ thương quá. Chim phụ ơi, con vui rồi, con vui rồi. Chim mọc. Con này nó điên hay sao? Tự nhiên nó nhìn mặt tiếp lần nào nó cũng cười hết trơn. Bây giờ Diêm Vương xử sao? Đem bị Diêm Phụ ta mới xử. Ở đây là xử được. Không, chơi cũng không đem đi đâu được hết á. Thôi được rồi. Diêm Phụ ơi, cái tội ngươi dám làm tụi Diêm Hậu của ta không cười. Tư Mã Phanh Thầy qua mày được. Về xuống. Không tới rồi, không tới. Làm gì tập trung hết trơn ở đây vậy? Không chịu lo tập tuần gì hết trơn cái trời à. Tệ. Ai? Khỏe không? Trời đất ơi. Nghe đồn em xuống. Vâng. Mà anh chưa cho người ta đón em. Đây là mấy anh chị ở trong đoàn mình. Đây là Tăng Nhật Tuệ xuống hát tăng cường. À vậy hả? Giỏi lắm, trời ơi, vừa hát vừa xiết nữa. Xiết nữa hả? Hay lắm nè, đây nè, coi nè, tôi cho biểu diễn này nè. Lấy cái răng cạp mở cái mic này ra ăn chơi coi. Được không? Biểu diễn đi, biểu diễn đi. Cạp, cạp nó lột cái mic ra. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, đó đừng có làm tôi mất mặt nha. Dù gì đi nữa mình cũng bạn bè. Ông chủ kêu tôi ra đón cậu đó. Dạ. Bây giờ cậu biểu diễn đi. Cậu ngồi cậu cạp đi. Nè mọi người, con Vũ là cạp mít, cạp mít, cạp mít, cạp mít, cạp mít, cạp mít. À. Lột rồi. Đâu, đủ rồi. Thôi ăn đi. Ăn gì sao không ăn. Trời ơi, chưa bao giờ thấy một cái đoàn hát nào mà hành hạ người ta dữ gì không biết á. Cái ông này ông làm phục trang này, không lo dỗi phục trang đi. Tự nhiên ở đây giá cho phục trang. Trời ơi. Đây là người khách mời đến với hội quán Tiểu Lâm của chúng ta mà xui cho bạn là bạn lọt vô nhầm một cái hậu trường của cái đoàn hát đó, người ta mới hành hạ như vậy. Nhưng mà cảm ơn bạn, bởi vì bạn đã mang đến cho mọi người thật là nhiều niềm vui. Một tràng pháo tay cho Tăng Nhật Tuệ. Bây giờ sẽ đến cơ hội để bạn cũng như là những vị thực khách của cái hội quán Tiểu Lâm này hôm nay quay trở lại phản đòn với tất cả những thành viên trong quán. Mời bạn vào trong gặp với hai vị thực khách kia để mà chuẩn bị nha. Bẻ mặt. Đó, chúng ta đã có ba vị thực khách trong ngày hôm nay. Mọi người hành hạ người ta quá. Người thì bắt là ăn bánh, ăn hủ tiếu, rồi bên đây bắt cạp mít nữa. Bây giờ sẽ là cái giây phút mà những vị thực khách đó quay lại phản đòn tất cả mọi người. Chúng ta hãy chuẩn bị dần hết 10 thành công lực ra để mà ứng phó với tình huống thử thách ngược. Đúng rồi. Chuẩn bị. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại ba vị thực khách trong ngày hôm nay. Xin mời. Đoàn xiếc nào đây? Ở trển xuống. Ở trển, à hiểu rồi. Ở trên biên hòa này kia đó hả? Không, ở trên trời. Trên trời. Nghe nó một cái là biết nặng lắm rồi đây. Ở phòng nào vậy? Ở trên những cái tầng mây xanh ở trên trời. Trời khó lắm đó nghe. Nói đùa thôi. Bây giờ là đến cái giây phút mà chúng ta có thể quay ngược lại thế cờ. Từ sáng tới giờ mình vô trong cái quán ăn này mình bị hành hạ quá rồi đúng không? Đúng rồi. Tôi biết là mọi người bây giờ đang rất là bức xúc. Chúng ta đây có một cái cơ hội để mình thử thách ngược lại những cái thành viên trong cái quán ăn đó. Hãy đưa ra những thử thách nào đó mà nó khó khăn nhất, nó hiểm hóc nhất, nó nghiệt ngã nhất nha. Đồng ý không nè? Đồng ý. Này, một, hai, ba. Xin mời các bạn hãy đến với hội quán Tiểu Lâm ở thử thách ngược. Ngô Khô. Dạ chắc chắn là ta không ăn bánh nước rồi. Đừng có nói ra đi. Tôi không ăn miếng rồi. Nhớ trả tiền ta nghe. Bây giờ
trước khi ăn gì á thì tôi xin tự giới thiệu với quán. Áo vàng vàng là Ngọc Hoàng, áo đỏ đỏ là Kim Lôi, người đẹp đẹp là Dương Mẫu Nương Nương. Quý quá, xin chào bác Hoàng. Nó người cởi trang xuống chơi. Bây giờ mời ngồi được chưa? Xin mời tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình. Mời ngồi xuống đi em. Vui quá, bữa nay được đón người cởi trên xuống chơi. Ngồi đâu vậy Ngọc Hoàng? Em ngồi đại đâu đi em. Rồi, bắt đầu. Ai làm trước đây? Chắc là phải là Dương Mẫu Nương Nương rồi. Xin mời Dương Mẫu Nương Nương, em ơi. Được rồi, thường thường người ta nói là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng rồi. Áo tím. Áo tím là ai ha? Áo tím và xem. Con chủ à, chữ này lành ít dữ nhiều con chữ hả? Vui lòng khách đến đi, chọc cho ta cười. Vui lòng khách đến, chọc cho ta cười. Dương Mẫu à, điều đó là khó lắm. Tại vì con gái tôi đâu biết chọc cười đâu. Chí Tài ra chọc. Hỗ trợ, hỗ trợ. Có quyền hỗ trợ. Chứa cười. Khùng hả? Nhìn ta nè. Không cười. Cô không cười à? Trời ơi, chơi thọt lét. Mọi người ơi, cười đây. Cười đây. Cười đây. Trời ơi, chơi thọt lét. Cười đây. Thứ thôi mà nó cười. Chợ nào ta cười. Trời ơi, cười sao? Cười sao? Cười sao? Tung tê rồi. Coi cái gì hai người kia? Rồi cho sự đồng cảm, cho hỏi cái quý nhân của cái bạn mà tóc xù xù mà có cái bộ xương mà không có thật là. Chúng ta có quen biết nhau hả? Mình nên làm quen. Đây thôi. Đây là hắc quỷ á. Lôi khỏe hả Lôi? Mặt thân thiện ghê. Lôi đừng khỏe, Lôi đừng lôi tôi ra đây gì vậy Lôi? Trời ơi, nó là rớt cái bố xương gian rồi chứ không là. Chết nè. Tên gì? Tên gì vậy? Tên Quách, hồi xí, người ta kêu xí Quách. Rồi. Bây giờ xí Quách làm cái gì cho Thiên Lôi cảm thấy sợ đi. Được rồi. Thử thách nữa rồi. Đó là ma đây. Ghê quá. Ma rồi trời kìa. Ma quá trời. Sao quá cười quá. Cười vô kìa. Đâu. Cười hoa rồi đúng không? Nè. Sợ là hết hồn là giúp mình chứ không phải là. Ôi chết cha mày lẹ không rồi. Đã làm cái hết hồn nữa coi. Trời ơi, muốn chết. Ghê quá. Trời ơi. Đừng có ghét tôi. Thôi làm cũng mệt rồi, thôi ăn đi, ăn có sức làm tiếp. Vừa hát. Rồi bây giờ đi nè. Làm bây giờ mệt rồi, tốn hao năng lượng rồi, bây giờ ráng nè, ăn bồi bổ nè. Rồi bây giờ vừa ăn vừa hát. Rồi lè cái lưỡi ra. Ấp. Sợ chưa? Cái này sợ rồi, sợ chưa? Sợ chưa? Cái này nó ngon. Sao mà sợ được? Sợ chưa? Đồ ăn đồ uống mà thiệt á. Sao chạy lùm lum la vậy? Ở dưới sợ chưa? Trời ơi, vẫn còn chưa sợ luôn hả? Ta cười nè. Bỏ vô miệng ăn đi. Được. Thử thách đó. Ngọc Hoàng ơi, bây giờ con bắt nó ăn rồi, nó ăn hết trơn luôn rồi. Hết luôn rồi, thở hết rồi. Coi như là xong rồi. Thảm ngon quá. Vui mà, được ngon quá, cái đó ngon quá. Ở đó hai người còn lại đó Ngọc Hoàng. Xử nhỏ đang che mặt hả Ngọc Hoàng? Dù gì thì ta cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng là người ở trên. Vốn là có tính bao dung. Vậy thì bây giờ ta chỉ có một thử thách nhỏ cho con thôi. Ta sẽ tha lỗi cho con, độc ác với ta. Con có biết bài Con Bướm Xuân không? Người ta trả thù thì mình chịu thôi. Có làm thì có chịu. Tới đâu hay tới đó. Bài Con Bướm Xuân ấy nổi tiếng đấy, chắc chắn là con biết rồi đúng không? Dạ. Bài đó dễ rồi, bây giờ đơn giản lắm, bật nhạc rồi con múa thôi. Nhưng con nghe này, không phải là múa bướm mà là múa sâu. Sâu là con phải hóa thành con sâu. Lúc mà nó chuẩn bị hóa thành con bướm ấy. Music. Con sâu đâu rồi? Con sâu kìa. Con sâu. Hey! Hey! Woo! Mày lên luôn! Mày lên nè!
Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, múa sao mà rớt thủ cấp luôn vậy? Ôi ôi, mọi người hôm nay là mọi người đưa ra những cái thử thách rất là nghiệt ngã đối với cái gia đình chủ quán này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin cảm ơn ba vị thực khách của chúng ta đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình thì vui bởi vì các bạn đến đây là một, nhưng mà còn có một cái phần quà nữa dành cho các bạn nữa là hai. Chúng ta cùng xem đó là gì nha. Nào, xin mời. Đây là kỷ niệm chương mà chương trình Hội Quán Thứ Lâm dành cho các vị thực khách. Một chương trình rất là vui nhộn dành cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta đã vượt không gian xuyên thời gian để đến với những câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn của Hội Quán Thiếu Lâm. Quý vị khán giả, nếu như muốn tiếp tục thưởng thức những món ăn độc đáo, những món ăn mà không nơi nào có được, thì hãy đến với quán ăn của chúng tôi, Hội Quán Thiếu Lâm. Chào cô. Dạ, em chào anh. Mời cô ngồi. Cô khỏe không? Tìm nhà dễ không? Em đi nhiều vòng suốt từ sáng giờ, nhờ cũng khó tìm anh ạ. À, dạ vâng. Nhưng mà cuối cùng là cô cũng đã đến đây được. Dạ vâng. À, cô cứ tự nhiên nha. Dạ vâng. Thực sự thì tôi đã nhận được cái giấy của cô. Trong đó có ghi là cô có nguyện vọng làm vú đúng không? À, tôi biết mà, nhìn vô mặt cô là tôi biết là cô thích làm vú rồi. À, cô đã khám sức khỏe chưa? Thử máu chưa? Và dạ, sức khỏe có ổn định không? À, em có khám sức khỏe đầy đủ rồi ạ. Thế là vâng, tốt rồi. À, cô tên là Hải Yến đúng không? Dạ vâng. Rồi đây, à, tôi nói cho cô nghe. Thật sự á, thì tôi nói vậy thôi. Dạ. Chứ làm vú á, cần lắm. Tôi cần những người có kinh nghiệm. Cô đã có lần nào làm vú ở đâu chưa? Có rồi ạ. Bởi vì là em biết là anh tuyển người có kinh nghiệm em mới đến. À, rồi, cảm ơn cô. À, thôi thì bây giờ bắt đầu mình vô cái phỏng vấn luôn nha. Dạ. Để tôi ghi. À, hiện nay gia đình chúng tôi cần tuyển một bà vú để chăm sóc cho cậu ấm nhà này. Dạ vâng. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe, cậu ấm nhà này á là con cầu con khẩn. À. Cho nên tính khí của cậu á thì nó rất là khó khăn. Dạ vâng. Chính vì vậy tôi mới hỏi cô là cô đã làm vú rồi. Dạ. Thì cô sẽ có kinh nghiệm hơn những người trẻ họ chưa có bao giờ làm vú. Vâng. À, ông bà chủ tôi thì nói đúng ra cũng rất là khó. Ơ, thì em tưởng anh là chủ. À dạ không, tôi ở đỡ. Ở đỡ mà từ nay đến giờ là... Không, nói chung là ở đỡ, nhưng mà mình được giao trách nhiệm thì mình cũng phải làm cho ra vẻ dạ, chút xíu. Vâng. Chứ nói chung là cũng cài như con trâu vậy đó, vâng, chứ không phải dạ, bình thường. Dạ. À, gia đình chúng tôi thì chỉ có hai người con thôi. Ông dạ, bà tôi có hai người con. Vâng, dạ. À, thì cái điều mà tôi muốn hỏi cô, cái điều quan trọng nhất là gia đình cô là có cái gen là máu điên hay là bị chó cắn hay gì này nọ không? Nhà em không ạ, nhà em hoàn toàn bình thường. À, hoàn tốt toàn. Tôi hỏi cô, nếu mà tình huống mà cô chơi với lại con nít dạ, mà lỡ như nó cắn cô thì cô sẽ xử lý như thế nào? Bình thường là em cắn lại đấy ạ. Nhưng mà vì là con nít nên là mình phải nhường. Chút xíu nữa là tôi ghi là không, cắn không, lại đấy, rồi. Em nói bình thường chứ mà em vào đây là em biết là em bị bất thường rồi. Báo với cô là như lương chúng ta thỏa thuận rồi. Dạ. Là một tháng là cô 4 triệu. À, bao ăn ở luôn. Thôi thì làm việc ngay ngày hôm nay luôn nhé. Dạ vâng. Nha. Em cũng vậy à, rồi được rồi, để tôi vô tôi báo ông chủ bà chủ tôi ra. Dạ vâng. Ngồi dạ, đây vâng, chờ chút xíu. À, dạ, vâng, uống nước đi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ uống nước. Cảm ơn anh. À, đã tuyển được người chưa? Dạ thưa ông chủ bà chủ, dạ đây vú mới. À, dạ, rồi. Vú dạ, mới đây. Chào, chủ, à, bây giờ công việc của con đã xong rồi, bây giờ con xin phép vào trong. Đi đi. Dạ. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đưa tay nha, đưa tay. À, thấy tình hình là khó khăn chủ đó. Giỡn hoài. À, chào cô. Dạ. Rất là mừng dạ, cô đã được người làm của tôi tuyển vào làm vú mới. Dạ vâng, em cũng mừng ạ. Dạ. À, để mình ơi, mình chắc mình phải cho thử việc quá ha mình hả? À, thử việc à? Thử việc chứ, đúng rồi, phải thử vâng, việc chứ. Vâng, ừ, mình thử mấy ngày ạ? Thử ngày hôm nay. À, luôn ạ? À? Đúng rồi. Vâng. Mấy đứa nhỏ ra đây coi. Dạ con chào má. Rồi. Con chào ba. Con chào cô mới tới.
Dạ ba má kêu con ra đây có chuyện gì không ạ? Đây giới thiệu với con, đây là Vũ mới. Dạ chào Vũ. Để chăm sóc cho con. Không phải, nhỏ này nó tự chăm sóc nó được. À vậy hả? Kia kìa. À ha, tôi quên. Dạ kia nè. Em con. Con dắt em ra. Nha. Nha. Cô bình tĩnh. Dạ vâng. Con trai út của tôi. À con trai út. Cô thấy vậy chứ nó mới có 3 tuổi à. Thật ra là nó không có nói nhiều được. Đúng rồi. À, nó ra là nói vậy là nhiều đó, thường thường là nó sủa không à. Vũ đó. Đây là Vũ. Mặt Vũ. Dạ đi qua đây. À phải nói cho rõ ràng. Coi mặt Vũ. À. Đây, coi mặt. Dương. Hông. Vũ hôn lại. Chưa trúng. Đã quá hả con? Hôn ba. Không chịu đi là con. Thôi, trời ơi. Nín ngay. Vũ hôn lần đi. Con từ từ bình tĩnh. Con nhìn Vũ hôn đây này. Hôn ba phải không? Dạ. Giờ thôi tránh ra đi. Tránh ra. Ứa nãy giờ rồi. Vũ khát nước quá. Đây. Uống nước. Bây giờ uống bình chị... uống ly. Uống bằng nắp kìa. Trời ơi, ở nhà này ai phải chịu nó hết trơn. Uống bằng nắp. Uống bằng nắp nhưng mà uống mấy lần? Uống bằng nắp, tao không biết đâu uống bằng nắp. Sao con nhà anh chị là dễ hở chị? Dễ lắm. Dễ nuôi. Trời sinh dễ nuôi mà. Ngáp nước quá. Từ từ nha con, cái gì cũng phải từ từ nha. Nước nóng quá phải thổi. Đổ hết trời. Thấy nước nè. Từ từ để Vũ thổi cho. Vũ làm vậy là không có trả tiền lương đâu nha. Không, em nói anh chị nghe là anh chị bình tĩnh là sao? Nếu mà Vũ là như này không bao giờ được để trẻ nhỏ sờ với nước nóng đúng không? Nếu mà bỏng một cái có phải anh chị trách em đúng không? Nên là để em thổi cho bé uống còn hơn là thổi vô mặt thôi. Của nó hết trơn rồi. Con bây giờ từ nãy giờ là Vũ thổ vô mặt con hả? Dính như mặt trời. Thôi chết rồi, cho Vũ uống xin lỗi. Uống hết đi. Rồi bình tĩnh rồi. Không được. Hết coi nhảy, vừa nhảy vừa đút nước mới được. Tiếng mãi luôn hát cũng được nữa. Vũ chiều con, bố mẹ có muốn ngồi xem không? Có chứ. Bố mẹ ngồi yên vị hai chỗ đi để em giải quyết bé này. Vũ dậy cho con khiêu Vũ. Được chưa? Đây, chân phải đá ra này, đá ra ngoáy mông đưa mỏ đến ba hương con vì con dân mẹ đổ hết nước cho con. Mẹ hương hay quá. Thôi được rồi, vậy thôi. Dạ. Má nhớ là con thích hát mấy cái bài mà cao á. Mấy cái bài mà ở đâu trên quảng tám á. Bây giờ con có thích Vũ hát cái không vậy không? Hết. Hát dạ. Giọng bằng kiều chứ đừng có hát giọng bằng. Bình thường con đi ngủ của ai du con ngủ không? Có. Chị du bài gì chị hát cho em nghe. Hay lắm. Chị phải hát bài cao đấy nha chị. Đừng. Hay lắm. Thức suốt đêm. Không. Du nó dễ mà nói vậy luôn á. Bỏ đi. Thôi, bà đừng có ru. Ru nó điếc mà nói vậy luôn đó. Bởi vì mới cần tuyển Vũ về đặng ru cho nó bình thường trở lại. Để con giới thiệu cho. Rồi bài gì? Hay quá. Vũ. Mày ơi. Tao hại con kêu không. Cô giới thiệu tên bài hát. Bài gì vậy? Em đang nói là bài hát của Ý. Cái câu của Ý à. Dạ. Rồi.
España sono la bella, risna so dell'amore. Tu dimmi ti una stella, stella di vivo splendor. Ah, ah. España sono la bella, risna so dell'amore. Tu dimmi ti una stella, stella di vivo splendor. Thương vú quá, thương làm hải cắn. Cắn thật nguy hiểm luôn. Sữa kìa, sữa kìa. Tới giờ cho em bú rồi. À, đây vú vú cho em bú vú. Không biết cái này của mẹ. Thôi bây giờ á, không phải của mẹ hay là của vú gì hết á. Bây giờ vú cứ nằm xuống đây. Đó. Ôi. Mẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ông này vô hết vui rồi. Hết vui rồi, nghỉ, nghỉ, nghỉ. Em đứng lên đây. Hết vui rồi, hết vui rồi. Ông này vô hết vui rồi. Mấy người làm gì kỳ cục vậy? Đó, đó, đó. Thử việc. Thử việc cái gì? Tôi nói thiệt với mấy người á, đây là người yêu của tôi. Tụi tôi muốn ở gần nhau. Tôi làm việc với ông bà chủ bao nhiêu năm rồi. Biết bao nhiêu người vô trong nhà này ở, bị hành hạ, bị ông bà chửi bới. Rồi, tìm hết chuyện này tới chuyện kia. Bây giờ tôi nói cho ông bà biết, ở với ông bà hả, tôi cũng bực bội dữ lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ đào tạo người yêu tôi làm ca sĩ, ca sĩ nổi tiếng, đi hát, không cần ở đợi cho ông bà nữa, đi 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 em. Mai mướn bà vú khác con đi, bà vú đi chớp vui. Xin chào cho đến hôm nay là mình đã tuyển nhân viên, tuyển một bà vú đúng không? Mà bởi vì gia đình mình cũng nghiệt ngã quá, đưa ra những cái thử thách khó quá, thử việc người ta làm sao mà người ta có thể đáp ứng được nhu cầu chứ. Nè mời bà vú Hải Yến đây nào. Chú tên Tài. Chú chữ lót của chú là gì? À chú chữ lót là chữ Chí. À dạ, là chú Chí Tài. Tại cái này là cây quán mà, chứ đâu phải chạy hòm. Nếu chạy hòm là chào chú Quang Tài rồi. Mà sao không nhìn thấy giống như là chú hồi đó có ban nhạc phải không? À đúng rồi con. Chú ban nhạc là Chí Tài Brother đó. Thiệt hả chú? Con thích nghe nhạc lắm đó chú. Anh Tài cho con nghe đi. À được được. Alo con anh Lẹo. Mình không lẹo tao được à? Đi làm hả? Không biết. Anh ơi anh bày xem thải, bày thải nè hả? Hả? Nó Campuchia mà. Campuchia. Nó à. Mình mong mời mình mong thải cái nè. Hả? Campuchia. Nó nè. À, Trà Vinh. Bà mẹ mày Trà Vinh thì nói Trà Đại tiếng Trà Vinh cho rồi đi. Không nghe cái gì hết à. Được rồi, mình tới liền. Chú Tài, bây giờ con phải đi dò thám một cái tin này rất là ghê gớm. Con phải đi phá một cái vụ án này. Con gửi bạn con ở lại. Không được đâu, không được đâu. Nàng ơi, đừng có bỏ. Ông Phương phải ở lại đây đi. Quán này rất là dễ thương. Mình đi điều tra vụ án này xong mình sẽ quay lại với Phương nha. Thiệt không? Thiệt. Móc mèo. Móc mèo. Chúc mừng Phương. Ráng ở lại đây bảo trọng nha. Không ai dám đụng tới Phương đâu. Thôi nhìn Phương như con chó đốm ai dám đụng. Quán này là quán của anh là đặc biệt lắm nha. Dạ. Bây giờ bạn đi rồi đó thì cứ em ngồi đây đi. Không cái này được không ạ? Ngồi bên nào cũng được hết á. Dạ. Nhưng mà con thích cái bông hoa màu vàng bên kia kìa. Em muốn cái nào cũng được nè. Dạ. Tên Phương phải không? Dạ tên Phương. Nãy là có bạn ở đây thằng ta xưng vậy cho nó đỡ kỳ, chứ bây giờ xưng anh em đi cho nó tự kỳ. Đúng rồi đó, mẹ con nhỏ
là khi nào gặp người lớn tuổi hơn là phải xưng con xưng đàng hoàng phải xưng phải lễ phép, chứ còn con ăn nói bậy bạ, con nhìn chú vậy mà con gọi chú là anh chú đó. Đâu trời ơi, cứ ngồi xuống đi nghe. Ở đây trước khi đi quên dặn Phương rồi, ở đây á mình không có ai quen, để mình qua mình nói bên này một tiếng nha. Sao con? Gì đó? Dạ chú Tài. Con gửi bạn con ở lại đây phận cha chú, chú lo cho bạn con giùm. Cha chú nha, nhớ cha chú nha. Thấy chưa chú? Nó còn nhỏ nó biết cái gì? Chú không, bạn con như vậy thôi. Bạn con hả? Không có nhỏ đâu, bạn con thông minh lắm á. Bạn con ngồi đây đi nè. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 10 tuổi. Cái gì? 10 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, 10 tuổi sao lớn dữ vậy? Trời ơi. Dạ. Chắc là dạ, ở nhà uống sữa hả? Không có. Mẹ con hả? Mẹ con cho con ăn xương hàng hải vậy không à? Oh, dạ. Nhà khá rồi, giả quá. Dạ, nhà con nhậu lắm. Con nói cho, con nói cho chú nghe nè. Chú, nhà con hả? Con, dạ? Anh em đi trời ơi. À, rồi nói cho anh nghe không coi. Được đó, hồi nãy bạn con có dặn kệ nó đi con nữa. Nó đi rồi, nó đi phá án rồi, em nhầm gì. À được rồi, thôi được rồi. Hả? Sao chú cứ cầm tay con vậy? Tại vì đây lạnh quá sợ con bị bệnh đó. Dạ không, con nóng quá trời luôn á. Giữ ấm cho nha. Ôi mày mà. Ê dạ. Ôi bạn con ở ngoài, bạn con mà thấy là bạn. À được rồi, thấy vậy rồi. À bây giờ vậy nè. Nãy con nói là con thích nghe hát đó phải không? Dạ. Bây giờ để anh hát cho em nghe. Anh hát cho em nghe. Không được đâu, chú phải xưng chú với con. Chú mà xưng anh với con là con đi về luôn á. Mẹ con nhận con kỹ lắm rồi. Mẹ con nhận con hả là được rồi, được lớn rồi. Phải lễ phép. Được rồi, cái danh xưng không sao. Được rồi, được rồi. Dạ. Bây giờ chú hát cho em nghe nha. Hả? Nè, nhưng mà chú hát mà con đứng yên thì nó không có vui đâu. Dạ, bây giờ chú hát mà em diễn theo cái lời chú hát nghe. Diễn theo hả chú? À, nghe. Nhìn em đó, giống mi chang người yêu cũ quá. Nói thiệt, đúng lắm. Giống từ cái mày, cặp mắt, cái mũi tới cái môi, tới cái dáng cũng giống nữa. Bây giờ anh mượn em để anh nhớ lại cái chuyện tình lúc anh còn đi học. Dạ. Hồi còn trung học đó. Dạ. Ừ, nghe. Ba ơi. Cái gì ba? Cái gì? Ba không nhận là con à? Sao? Ba không nhận con hả? Hồi nãy ba nói anh mất. Mà con giống người yêu cũ của ba mà không nhớ tên người yêu cũ ba là ai hả? À? Em giống con, em biết không? Để cho anh hát cho em nghe. Nghe. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, ông thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em. Xưa chúng ta chung trường nhau kết hoa ước hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi, em vội ra đi không ra từ, nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em. Ba con là ca sĩ, ba con hát hay lắm luôn á. Ba con mở cùng nhà hàng to là to luôn. Em cứ nói ba ở đây hoài. Anh đã nói rồi, em giống người yêu anh mà, thấy không? Bây giờ vậy, một miếng nước hồi nãy giờ chắc em đi đường khác rồi đúng không? Uống một miếng nước. Đó. Uống cái này xong em sẽ thấy được cái tình cảm của anh đối với em như thế nào. Uống đi nha. Nước này nước gì vậy? Nước giải khát. Nước đặc biệt trong quán của anh, hậu quán Thiếu Lâm. Yên tâm, rất vệ sinh. Nhưng mà nước đặc biệt thì phải có tên. Tên cái gì? Tên rót là ly mà tên cái gì?
cái gì. Nhưng mà tại cái nước không này phải nó là màu nước gì đâu vậy? Mà anh tự pha chế cái nước này cho em. Uống đi yên tâm nghe. Nhưng mà cái nước này nó có màu gì á, nó không có giống màu bình thường. Cái màu đại đại nó là không phải là nước lọc mà, nước này là nước chính tay anh pha chế cho em. Em uống đi. Uống đi đó. Hàng xóm ta kêu uống mày yên tâm. À, sao? Hay sao? Cái gì? Cái gì vậy? Cái này không thấy sao? Hả? Ba ơi, cứu con ơi. Sao con bị cái gì? Mẹ dặn là con bị bệnh tim. Bị sao? Mẹ dặn thiếu nước lọc rồi. Cái gì? Trời ơi. Hả? Cái ly nước tôi để đây tôi làm chuyện mà ông lấy ông cho thằng nhỏ uống vậy. Ngồi vậy con. Nước gì vậy? Ngồi vậy con, nước, nước, uống nước vô con. Ừ. Nước nó khó uống lắm phải không? Sao? Con trở lại bình thường rồi. Cái nước này khó uống lắm đúng không? Dạ nó chua lè à. À đúng rồi, đâu phải nước đó đâu phải để uống đâu. Làm gì? Hả? Em mà cô là ai vậy? Vợ anh. Cô là bà chủ của cái quán này. Vợ. Dạ. Sao? Ủa thái độ vậy là sao? Sao? À, vui quá. Mới nửa hôm nè mà ba mổ mẹ con mà yêu cái bà này hả? Bố em làm gì hả? Nhìn cái mặt là thấy không có bình thường rồi. Dạ. Nè. Đem cái ly nước ra giải cứu thôi. Nha. Bây giờ tôi đi công chuyện. À. Ở nhà coi chừng quán cho cẩn thận nghe không? Nghe không? Dạo này á là tôi thấy ông ngán ăn cơm lắm rồi nha. Chuyển qua ăn cỏ non. Ta kêu ông già giọng cỏ non đó nha. Ở đây giữ quán cẩn thận nghe không? Còn con tới đây con ăn uống gì thì con cứ gọi nghe không? À, ở đây món gì cũng có hết trơn á. Mà ở nhà là cũng cẩn thận nghe không con? Bảo trọng nha. Ê ba, ba gì vậy? Ủa nói gì vậy tự nhiên bảo trọng là sao ba? Cái bà này ba không có tên bình thường. Người làm trong nhà của anh không xin ba đó. Bà mỗi ngày nó bận đồ đẹp nó đi ngang. Bà cứ nói bà là vợ anh hoài em đừng có nghe lời. Ôi, nghe anh mà đẹp vậy. Bỏ chuyện nó qua bên đi nghe. Bây giờ vậy. Bây giờ uống xong rồi anh sẽ mời em ăn một cái món rất đặc biệt. Ừ. Quán của anh nha. À, anh mang cái này vô em sẽ thấy là cái khoai ở quán anh nó luộc rất là mùi vị ngộ đặc biệt rất là lạ, nhưng mà phải mình ăn không. Ủa, ăn không mà, thì bình thường. Ba ơi, bạn con nói với con ở đây bán sơn hào hải vị không à, không có bán mấy cái này đâu. Ơi, cái đó là dĩ nhiên là quán này là có đúng không, nhưng mà ăn cái này đi. Trời ơi, em ăn cái này đi em sẽ thấy được cái khoai lang đặc biệt của anh. Ba, ba ơi, cái này là cái gì vậy? Nước mắm. Hả? Trời, khoai lang mà chấm nước mắm mới lạ. Ủa? Thiệt hả ba? Anh ăn gì tiếp mà người anh nói vậy nè đó. À, vậy thì ba ăn một mình ba đi. Ông bậy, em mới ăn. Ủa, con không ăn đâu, tại vì con không muốn người con giống như ba. Em phải ăn một miếng đi trời đất ơi. Em yên tâm đi. Nè, nè, anh ăn trước cho em coi nè. Đó, thấy không? Món bình thường. Thấy không? À con ở đây là cứ ghé ăn món ăn là ăn món này bình thường nha. Rồi ăn miếng này nha. Ừ. Đó. Ăn miếng nước rồi. Rồi. Băm 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 nè. Ôi ba hàng xóm ba cười quá à. Con thích ăn thì con ăn với hàng xóm nè, con mắt con ăn ngoài. Hàng xóm này là ba rồi mọi người. Bà con của ba là ăn đây nè. Dỗi nè đó. Ngon không? Thấy chưa? Thấy chưa? Ngút vô nha. Nếu con thấy mà chưa đủ mùi con uống luôn ở đây đi. Ăn nữa. Đó, ha, ăn hết rồi, hai củ đi ha. Thôi con với ba ăn chung đi. Rồi, ba ăn. Chia đôi, chia đôi. Để đó ba đút cho con ăn, có tình nghĩa chứ. Mà không được đâu. Con để con báo hiếu cho ba chứ. Nhỏ giờ con chưa bao giờ gặp ba hết á. Chưa bao giờ thấy ba ăn. Sưng ba hoài, khổ quá. Anh nói em làm anh bị liệu sưng ba với con nghe. Để này, bỏ xuống. Nhưng mà ba quên mất con rồi hả? Đối với anh bây giờ, trước mắt anh bây giờ, chỉ có em. Ăn miếng nữa đi. Khỏi còn lọc vỏ luôn. Ăn đi bà con kêu kìa. Ăn đi mà giỏi. Ừ. Nó dễ thương luôn đó.
tình yêu mà nó thấy xấu đậm như vậy. Ăn nữa đi. Không, không đâu. Thôi thôi thôi, được rồi, ăn cái đó mặn quá không, uống miếng nước đi nha. À, để ba chờ chút xíu. Nó tình cảm vô đó. Uống đi. Con lo lo vừa làm cái gì vậy? Cái khăn ba lâu mà hôi ấy mà. Không được rồi. Má dặn con hả là đi ra ngoài đường ăn uống á không được hả, ăn lung tung, ăn uống bậy bạ. Nhưng mà con thấy nước này là nước ngon rồi. Em có nghe gì không? Em có nghe nhạc gì không? Em cứ tưởng tượng đi. Chúng ta đang đứng trên con tàu Titanic. Gió thổi lồng lồng, tàu lắc qua bên trái, lắc qua bên phải. Phương Trừng, ba ơi ba, chim, chim, chim nó bay, chim bay làm bậy. Con thích như vậy nè. Rose, Rose có nghe lời của Jack nói không? Không qua rồi. Trời ơi, trời ơi. Đâu? Tàu, tàu đi ngang núi lửa. Đâu, núi đâu? Lửa lâu năm. Con năm qua, năm qua. Cởi áo đi. Hả? Nóng quá ba. Nước. Thôi khỏi đi, khỏi khỏi khỏi. Thôi ba, đi qua đảo núi lửa rồi. Hả? Trời ơi. Ơi, qua đầu nó lửa rồi. Tôi tặng băng, lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Anh lạnh quá. Lạnh quá. Em có lạnh không? Không, không. Anh lạnh quá rồi. Lạnh quá mà. Hả? Hả? Chết. Tàu chim. Tàu chim. Tàu chim rồi. Em ơi. Ngô à, ngô à. Bơi, bơi đi. Bơi đi. Tàu chim rồi. Bơi ngựa đi. Bơi ngựa đi. Con ở ngoài kia. Đứng im. Trời, ở đây con ở ngoài kia. Nghe chú lạnh lắm hả? Chú nằm xuống đi, chú nằm xuống đi. Trời ơi, chắc trúng gió rồi. Đưa con cạo gió cho. Đúng rồi. Cạo, cạo đi, cạo. Cạo gió, cạo gió. Cạo đi. Cạo đi, cạo mạnh lên. Cạo cho hết cái máu về thôi. Con về lại đó. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Chặt lên huyết áp, lên huyết áp. Trời ơi chết rồi. Sợ là vậy. Lên huyết áp rồi. Ba. Nè, cho uống nước chanh. Đổ nước chanh vô. Đúng rồi. Đổ nước chanh vô. Hô hấp nhân tạo chẳng phải. Hô hấp nhân tạo đi. Hô hấp nhân tạo chẳng phải. Nè, hô hấp nhân tạo đi. Hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo đi, nhanh lên. Hô hấp cứu bây giờ đó. Bây giờ chỉ có cô thôi, cô mới cứu chồng cô được. Cô ngồi lên, cô giọng đi. Ngồi lên, ông giọng đi. Thường thường á, ổng mà bị vậy chỉ cần hô hấp nhân tạo chổng là được rồi. Là ổng tỉnh liền. Có nước trắng không? Con phun vô là tỉnh liền. Dạ. Trời ơi, tại sao mà nói không có nghe vậy? Phun nước, phun nước, phun mạnh vô. Đó, đó. Tỉnh rồi, tỉnh rồi.